Ngài Ubali hỏi Phật rằng: người U Bà Tắc thụ năm giới có được buôn bán không? Tức là người cư sĩ đã thọ năm giới, chữ U Bà Tắc là người cư sĩ tại gia đã thọ năm giới, có được buôn bán không? Phật trả lời: được buôn bán, nhưng không được làm năm nghề sau đây. Một, không được lấy việc buôn bán súc sinh làm nghề nghiệp. Tức là không, Phật không có khuyến khích mình bán những cái con vật á. Thứ hai, nếu trước khi thọ giới nhà có nuôi súc vật được phép bán đi, nhưng không được bán cho nhà đồ tể. Tức là ví dụ như mình có nuôi con chó, ví dụ mình có nuôi những cái con gì đó, thì một là mình nên thả, nhưng mà làm sao mình tránh được cái chuyện không bán cho nhà đồ tể. Đồ tể tức là gì? Tức là những người mà làm cái nghề giết chóc những cái con vật để bán đó. Thứ hai là không được làm nghề buôn bán cung tên, dao kiếm, súng đạn. Trước khi thọ giới nếu có các thứ đó thì được bán đi. Tại sao? Tại vì đây là những cái vũ khí để người ta có thể hành hung người khác. Thứ ba là không được làm nghề bán rượu. Trước khi thọ giới nếu có rượu thì được đem bán. Tại sao không có bán rượu? Tại vì mình bán cái chất làm cho người ta say sưa thì không nên. Ngay cả trong giới Bồ Tát cũng cấm không cho bán rượu. Trong kinh nói rượu là chất làm cho người ta say, làm cho người ta mất giống trí tuệ. Làm Bồ Tát là phải ra phải làm cho người khác tăng trưởng trí tuệ, chứ tại sao lại đem cái chất, đem bán cái chất mà làm cho người ta mất trí tuệ. Và cái nhân của cái người, cái nhân của người bán rượu cũng xấu, cho nên mình, cái quả cũng xấu, cho nên mình, Phật không có khuyến khích. Ở đây là Phật chỉ không khuyến khích. Còn cái việc thí dụ như trong cuộc sống của mình thì có những cái công việc bất khả kháng, thì cái đó tùy mình phải tự mình tiết chế, tự mình phải hiểu cái công việc đời sống của mình. Vì đối với một bậc thầy thì những cái gì nó không hay thì thầy, người thầy phải làm gì? Phải khuyến, không có khuyến khích. Còn khi mà đi vào cái thực tế thì tùy vào cái đời sống của chúng ta mà chúng ta tự thấy mình cần nên làm cái gì. Thứ tư là không được ép dầu sát hại côn trùng, vì cách ép dầu ở nước Thiên Trúc và nước Kế Tân là giả nhỏ hạt gai đem chôn xuống đất mấy ngày, khi nào sanh ra nhiều trùng mới đem ra ép để được nhiều dầu. Nhưng nếu xứ nào không làm theo cách ấy thì ép dầu không phạm giới. Ngày xưa ở Ấn Độ gọi là Thiên Trúc. Kế Tân á, thì nó có ba cách để người ta suy diễn là bây giờ nó là nước nào. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa chỉ lấy một cái thôi để cho đại chúng có khái niệm thôi. Thì Kế Tân á, tức là bây giờ là Kashmir. Và những cái vùng mà lãnh thổ của Afghanistan, tức là A Phú Hãn. Thì Pháp Hòa nghĩ đạo Phật cũng đã từng tới đây. Vì cách đây khoảng 20 năm ở đây người ta đã phá hủy một số tượng Phật. Vì như vậy thì mình biết rằng đạo Phật đã đến cái đất nước này vào thời trước đó. Cho nên và cái nước Thiên Trúc và nước Kế Tân, người ta cái cách ép dầu là người ta giả nó ra, xong rồi ta chôn xuống đất để chi? Để cho những con trùng á nó ngửi được cái mùi của cái hạt đậu, hạt đó, rồi nó tụ hợp lại, thì lúc đó mình mới lấy ra, thì mình ép dầu nó mới được nhiều dầu. Thì đức, tại vì trong đó có côn trùng, khi mà ép dầu như vậy là có côn trùng, cho nên Phật không cho. Còn ví dụ như đó là nếu mà cái cách ép của tôi không có dùng như vậy, tôi chỉ phơi cho nó khô rồi tôi ép thì không sao. Thứ năm là không được làm nghề nhuộm năm sắc, vì phải giết nhiều sâu bọ. Cách nhuộm màu sắc
ở các nước lạc xa vân vân phải giết nhiều côn trùng, bởi thế cấm làm nghề nhuộm. Tức là mình nói, ủa nhuộm vải mà có gì đâu phải cấm, nhưng mà nói chung là hãy cái gì mà liên hệ đến những con vật, sinh mạng của con vật thì mình nên tránh đi, đại ý là như vậy. Ubali lại hỏi Phật: phép thụ bát quan trai không được ăn quá ngọ, nhưng không ăn quá ngọ là giới thứ 9, vậy tại sao nói là không gọi, không nói là cửu quan trai mà gọi là bát quan trai? Bây giờ mình đi kiểm lại giới bát quan trai nha. Bát quan trai là một loại giới, thật ra là giới của người xuất gia, nhưng mà Đức Phật truyền cái giới này cho người tại gia giữ thọ giới này một ngày một đêm thôi, 24 tiếng thôi. Thì theo ngài Ubali á, thì rõ ràng trong này tới 9 giới, mà tại sao không gọi là cửu quan trai mà gọi là bát quan trai? Phật đáp: phàm phép ăn chay là lấy sự không ăn quá ngọ làm thể. 8 giới cùng giúp đỡ cho thành cái thể của phép ăn chay, cho nên cho gọi là trai pháp bát chi. Cho nên nói 8 giới mà không nói 9 giới vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là lấy ăn chay và lấy sự không ăn quá ngọ làm cái thể, tức là làm cái chất của tu tập. Thấy không? Cho nên đưa cái giới không ăn quá ngọ thành một giới, mà dồn hai giới kia lại thành một. Dồn hai giới gì biết không? Dồn cái giới thứ 7 và cái giới thứ 8 vô một giới. Tại vì nếu mà là gọi là đủ 10 giới, giới thứ 7 là giới không đờn ca sướng hát, giới thứ 8 là giới không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp. Nhưng mà khi mình đi vào trong cái nghi thức thọ bát quan trai á, thì hai giới này ráp làm một. Và trong đó nói như thế này: như chư Phật suốt đời không đờn ca sướng hát, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, các vị một ngày một đêm không như vậy có được không? Và mình ráp lại và lấy cái giới ăn chay. Tại sao mà gọi là trong này gọi là cái thể? Tại vì khi mình ăn, không, khi mình ăn nhiều quá thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình, cho nên lấy cái đó làm thể. Không, 8 giới cùng giúp đỡ cho thành cái thể, 8 cái giới kia giúp đỡ để cái giới thứ 8 này, giới không ăn quá ngọ, thành ra một giới. Cho nên gọi là trai pháp bát chi. Ubali hỏi: người thủ bát quan trai giới trong 7 chúng, họ thuộc chúng nào? 7 chúng là gì nè? Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 7 chúng đệ tử Phật. Thì bây giờ cái chúng bát quan trai nào, họ thuộc chúng nào? Nếu mà nói là họ chúng U Bà Tắc thì không đúng, tại vì họ thọ tới 8 giới lận, chứ đâu phải 5 giới đâu mà gọi là U Bà Tắc. Nếu mà họ gọi họ là Sa Di cũng không đúng, tại vì họ đâu có đủ 10 giới. Và hơn nữa là Sa Di là phải thọ trọn đời, còn cái này họ trọ thọ có 28 ở gì 24 tiếng à, thì bây giờ họ thuộc chúng nào? Phật trả lời: tuy không thụ giới trọn đời, nhưng vì họ giữ giới trong một ngày một đêm thì cũng có thể gọi là U Bà Tắc. Là Phật nói là tuy họ không có giữ cái bát quan trai này một đời, nhưng mà họ cũng có thọ một ngày một đêm, cho nên tạm gọi là U Bà Tắc. Ở đây là có thể là tại sao gọi để mà có cái tên, chứ còn có thuyết á, có nơi người ta nói vậy nữa nè, gọi họ ở giữa đi, trung gian. Tại sao? Nếu nói họ là U Bà Tắc thì họ có thọ, họ đâu có thọ giới ngũ giới trọn đời đâu mà kêu là U Bà Tắc, phải không? Mà nếu nói họ không phải U Bà Tắc cũng không đúng, tại vì rõ ràng họ có thọ giới. Cho nên Đức Phật nói thôi thì bây giờ gọi họ là U Bà Tắc. Ubali lại hỏi: ngoài 7 chúng ra có giới Ba La Đề Mộc Xoa không? Phật đáp: có bát trai giới đó, lấy đấy mà suy. Thì nếu thụ bát quan trai
thụ bát trai giới không thuộc vào bảy chúng vậy. Phép thụ bát trai giới chỉ nói không sát sinh trong một ngày một đêm thôi, ngoài ra không cấm, cho nên đừng lầm lẫn với giới tướng trọn đời. Tức là Phật nhắc đừng có lầm lẫn. Có nhiều vị nghe thọ sợ, cái này chỉ trong một ngày thôi. Ubali hỏi: phép thụ bát trai giới có được thụ một lúc trong 2 ngày, 3 ngày cho đến 10 ngày không? Phật trả lời: Phật đã chế ra giới một ngày một đêm thì không được quá hạn. Tức là thí dụ nãy giờ con về chùa thọ bát quan trai giới, thôi con thích quá, thôi con không xả giới được không? Con giữ 10 ngày, 20 ngày được không? Phật nói không. Giới này nó chỉ có tác dụng trong 24 tiếng thôi. Phật đã chế ra giới một ngày một đêm thì không được quá hạn. Nếu có sức thụ được thì một ngày xong rồi lại lần lượt thụ lại. Nghĩa là nếu mà anh thích đó, có cái sức thọ nữa đó, thì trở vô thọ lại. Cứ như thế tùy sức nhiều hay ít, chứ đừng tính số ngày. Phàm thụ bát trai giới là phải theo người khác dạy mới được thụ. Tức là phàm cái thọ bát quan trai này phải theo người khác mà thọ. Ubali hỏi: theo người nào mà thọ? Tức là nếu mình muốn thọ cái giới này thì phải theo một mình phải nhờ một người nào đó truyền cái giới đó cho mình. Thì ngài Ubali hỏi: nhờ ai, theo ai? Theo người trong năm chúng xuất gia mà thọ. Giờ năm chúng xuất gia là gì nè? Sa di, Sa di ni, Thức xoa, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni. Đó là năm chúng xuất gia. Thì năm chúng xuất gia này có thể truyền bát quan trai giới cho mình. Đã thụ tám giới mà đánh đập chúng sanh thì không được thanh tịnh. Tuy ngay hôm thọ giới không đánh đập, nhưng hôm sau mà đánh đập chúng sanh cũng không được thanh tịnh. Tức là nhiều khi mình đang thọ giới vì mình tức ai quá, mình nói tao qua hết cái bữa phá quan trai này, mày biết tay. Nói tóm lại, nếu thân khẩu ý làm những việc trái uy nghi, tuy không phạm giới nhưng cũng mất thanh tịnh. Tuy rằng không có phạm, ví dụ mình đánh người ta hay là mình làm một cái gì đó, tuy nó không phải là mất cái giới, nhưng mà mình đã mất đi cái sự an tịnh, thanh tịnh. Nếu thân khẩu ý thanh tịnh nhưng tâm lại khởi lên những ý tưởng tham dục, sân hận và não hại thì cũng không được thanh tịnh. Bây giờ thân miệng ý tuy không ấy, nhưng mà trong tâm lại khởi. Nếu thân khẩu ý ba nghiệp đều thanh tịnh nhưng lại không tu sáu niệm thì cũng mất thanh tịnh. Sáu niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Đó là sáu niệm. Ví dụ như ngày mình thọ bát quan trai đó, hay là những lúc mình không thọ đó, cũng nên niệm sáu cái này để luôn giữ cái tâm mình thanh tịnh. Thí dụ tại sao gọi, thí dụ bây giờ gọi là niệm Phật đi, mình hàng ngày mình nhớ nghĩ Phật, mình niệm Phật cũng được. Nhưng mà thật sự ra cái cách niệm Phật ngày xưa là ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thí dụ ta nói Phật là bậc Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri. Tức là ta ca tụng cái hạnh đức của Phật, ta nhớ Phật mà nhớ những cái gì. Cũng giống như quý vị bây giờ nói tới ai đó, cái mình nói bác đó rất là hiền, rất là dễ thương, tánh tình rộng rãi đó. Mình nhớ tới cái người đó, mình nói những cái hạnh đẹp của người đó cũng là một loại niệm đó. Thì ngày xưa ta niệm Phật, ta niệm vậy đó, ta nhớ đến những cái hạnh Phật. Còn ngày nay chúng ta nghe niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, thì cái đó cũng là cái một niệm, cũng là một cách niệm, cũng là một cách. Nhưng mà cái cách mà ngày xưa đó là ta niệm những đức hạnh của Phật, gọi là niệm Phật. Bây giờ mình không niệm Phật thì mình niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Niệm những lời dạy của Phật, niệm những cái lời nhắc nhở mình tu tập. Rồi nếu mình không niệm Pháp thì mình niệm gì? Mình niệm Tăng, là niệm những người bậc, những bậc tu hành.
Cách đây chừng tuần có một Phật tử gửi cho Hòa một cái email: thầy ơi, con bị bệnh nặng lắm, bây giờ con rất là đau đớn và rất là bị mất chánh niệm, con có thể niệm thầy được không? Tức là con có thể nhớ tới hình ảnh thầy, nhớ gọi tên thầy. Cô đó cô nói con có thể gọi tên thầy, gọi là niệm na Thích Pháp Hòa được không? Thì Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Pháp Hòa không có đá động gì tới niệm tên em hết á. Pháp Hòa hướng dẫn cho vị đó niệm Chú Dược Sư, niệm Phật Dược Sư đó. Thật ra thì nếu mình niệm tăng là niệm các bậc tu hành đó. Đó. Giống như có cái bác kia mà nằm trên giường bệnh mà nhớ tới quý thầy, khi mà lên cơn đau rồi gọi tên quý thầy mà bác thường có cái tâm hướng về đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm giới, niệm giới là gì? Niệm giới tức là mình nhớ về cái quý báu của giới. Giới có khả năng làm gì cho mình? Thí dụ như là giới luật của Đức Phật, giới luật của Thế Tôn, giúp cho con thanh tịnh, không có vi phạm những cái điều sai quấy, làm tăng trưởng được đạo đức. Thí dụ vậy. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Niệm thí là gì? Niệm buông xả. Ví dụ như hồi nãy mình để tiền trong bóp, rồi đi tới lui sao giờ tiền mất. Cái thì mình mới tiếc cái tiền đó, hoặc là mình tức cái mình, thí dụ vậy. Bắt đầu mình khởi tâm niệm thí, nói bữa nay đi chùa thay vì cúng Phật, cúng Tam Bảo, nhưng mà thôi bữa nay cúng một chúng sanh, chắc người ta cần lắm, người ta mới vô tới đây, người ta lục vỏ mình. Thôi thì nếu mà nói trách thì trách mình không có cẩn thận, còn nếu mình đơn giản là gì, thôi bây giờ người ta cũng lấy rồi, thôi để cho người ta sử dụng cái tiền để cho nó trọn vẹn. Tức là mình niệm, hoặc là mình thấy người ai khổ đó, cái mình khởi tâm, mình nghĩ là mình có thể giúp được người đó. Cái đó gọi là niệm thí. Rồi niệm thiên là gì? Niệm thiên là niệm cõi trời. Tức là niệm cái đưa cái tâm mình hướng thượng. Chúng ta có 6 niệm ha, rồi chúng ta có 10 niệm, nếu thêm 4 niệm nữa gọi là thập niệm. 4 niệm nữa là niệm gì? Niệm vô thường. Đó, ai làm gì mình đã nhớ vô thường, sống nay chết mai, rồi thí dụ vậy là niệm vô thường. Thứ tám là gì? Niệm hơi thở. Khi nào mà mình tức tối gì đó, mình đi kiếm chỗ mình hít vô thở ra, đừng có nghĩ tới cái người làm mình giận nữa, gọi là niệm hơi thở. Thứ chín là gì? Niệm hưu tức. Thôi đi, bỏ qua đi, đừng có hơn thua nữa, bỏ được cái gì bỏ đi, thôi đi, niệm hưu tức. Thứ 10 là gì? Niệm chết. Niệm chết là niệm sao? Bây giờ anh giành nè, anh hơn nè, anh đủ thứ ha, là cuối cùng mình với người sao? Chết. Tôi không cần, mình không cần biết mình có bao nhiêu tiền, mình có ở nhà rộng bao nhiêu, nhưng cuối cùng mình chỉ là một cái lõm đất 3 thước. Cái nhà mình xây bạc triệu, mình ở được vài mươi năm mà, còn cái lõm này nè ở mãi mãi. Niệm như vậy gọi là niệm chết, gọi là thập niệm. Thì Đức Phật dạy á, nếu thân khẩu ý thanh tịnh, ý ba nghiệp đều thanh tịnh, nhưng lại không tu 6 niệm thì cũng mất thanh tịnh. Thủ 8 giới rồi, xuyên tu 6 niệm mới được gọi là trai pháp thanh tịnh. Cho nên quý vị thọ bát quan trai, Pháp Hòa hay cứ nhắc, đừng có để cho cái tâm mình nó phóng. Thí dụ ngày hôm đó mình có xuống làm công quả đi nữa đó, mình cũng làm công quả trong cái tĩnh lặng. Nó phải khác với ngày thường chứ. Ví dụ những cái ngày thường mình tới mình làm công quả, mình nói, mình cười, mình vui. Nhưng hôm nay đặc biệt là ngày mình đã phát nguyện tu tập, thậm chí mình tự nói với mình đi, tập tịnh khẩu. Mình chưa dám tuyên bố là tôi tịnh khẩu, nhưng mà nếu có nói là nói với tự lòng mình, hôm nay mình tịnh khẩu đi, để mình giảm nói, mình giảm những cái ồn não, thì giữ cho cái sự thanh tịnh. Thì cái 8 trai giới này
nó không có mất đi cái bản chất của nó. Có thầy, có một lần thầy kể, thầy nói chùa ít người, chùa nhỏ đó thì tới giờ nghỉ chiên người gốc vậy nè, cái ngồi rảnh cái bắt đầu nói chuyện, thầy bước lên cái nín, thầy quay xuống cái nói, rồi xong cái hồi cái thầy thấy vậy cái thầy bước vô thầy nhắc, thầy nói quý vị nên giữ thanh tịnh cho ngày tu. Cái thầy mới vừa bước ra cái ở dưới phía sau có chữ xì cái rồi khó chịu với ai tu. Thọ tám trai giới rồi siêng tu ha, nếu làm đến cõi Diêm Phù Đề, giàu có tự tại, vàng bạc của báo không thiếu thứ gì. Tuy có những công đức như thế, nhưng nếu đem chia ra làm 16 phần thì công đức của vua Diêm Phù Đề không bằng phần công đức giữ bát quan trai giới được hoàn toàn thanh tịnh. Mình mà có phước lớn đến mức nào đi nữa, mà như là mình có của đi nữa, mà nếu mà đem cái tiền của đó mà chia ra 16 phần cũng không bằng một phần của người thọ bát quan trai giới. Cho nên có dịp nào quý vị đọc kinh Hiền Ngu á, ở trong kinh Hiền Ngu nó có một cái phẩm kinh gọi là công đức thọ bát quan trai. Nếu người muốn thọ pháp bát trai, nhưng trước khi thọ làm những điều phóng túng như ham mê sắc dục, đàn địch ca hát, ăn thịt uống rượu và bày mọi trò vui, phóng tâm làm những việc ấy rồi, sao mới thụ bát trai giới? Như thế bất luận trước sau đều không thành trai giới. Nếu người trong tâm không định thụ giới bát trai mà làm các việc phóng túng ấy, sau gặp thiện tri thức dạy cho liền thụ bát trai giới, thì bất luận trước sau đều được trai giới. Ở đây hai trường hợp. Nếu mà mình giữ cái tâm phóng túng đó mà trước hay sau thì cũng không được, trừ khi nào mình được điểm hóa được cái người thiện tri thức đó. Trong này Phật dạy là được cái gặp cái người thiện tri thức dạy cho. Tại sao? Tại vì người ta dạy cho mình thì mình mới biết cái cách là bây giờ mình thọ giới rồi mình phải làm gì. Còn bây giờ trước đó mình uống rượu, ví dụ trước mình uống rượu đi, sau cái mình thọ giới, nhưng mà không ai chỉ cho mình sao để mình định tâm hết á. Cái mình vô mình ngồi mình uống trà, nói trời ơi cái này có một ly rượu chắc khỏe rồi ha. Ví dụ vậy. Rồi vô mình ăn một miếng cơm chay, mình nói trời ơi ăn này nó mau đói chết. Tại vì không có ai khai hóa cho mình tại sao phải làm cái này, tại sao phải làm cái kia. Cho nên có được cái thiện tri thức dạy cho thì lỡ mình mà có vi phạm cái trước đó gì không biết, mà giờ có thiện tri thức nhắc rồi. Bây giờ Pháp Hòa đơn giản vậy nè, quý vị cũng tới chùa, quý vị cũng ngồi xếp bằng vậy đó, cũng liêm diêm nhắm mắt vậy đó, cũng kêu ngồi thiền đó, nhưng mà thật sự là chưa biết thiền nếu không ai chỉ. Tôi cũng ngồi tréo chân vậy nè, mà tôi cũng im lặng như người ta, mà tôi không biết thở làm sao. Tôi nghe nó hít vô thở ra, rồi trong khi mà tôi ngồi vậy, rồi tôi suy nghĩ vậy, rồi có tội gì không. Thành thử nếu có thiện tri thức giúp cho mình đấy, thí dụ lỡ ngồi thiền, lỡ tụng kinh, rồi cái tâm mình khởi nghĩ tầm bậy tầm bạ, có tội không? Không có tội gì hết. Thiện tri thức sẽ nói cho mình không có tội, nhưng mà mình phải nhận định tôi đang lo ra trở về. Còn không ai chỉ cho mình cái mình đi theo nó, mình khởi cái tâm gì là mình phóng theo nó. Nếu người muốn thọ trai giới mà gặp nhiều việc khó khăn chướng ngại không được tự tại, nhưng sau giải quyết xong các việc khó khăn rồi thọ bát trai giới thì bất luận trước sau đều thành trai giới. Ngài Ubali hỏi, nếu người muốn thụ có hạn, thí dụ chỉ thụ trai pháp ban ngày mà không thụ trai pháp ban đêm, hoặc chỉ thụ trai pháp ban đêm mà không thụ trai pháp ban ngày, như thế có được tám giới không? Phật trả lời không được. Là vì Phật đặt ra trai pháp cho thọ một ngày một đêm đã có hạn định, như vậy không được làm sai. Pháp Hòa giải thích cái chỗ này để cho các vị nào mà tu nửa ngày rồi đi về đó, quý vị không có bị
không có bị nghĩ rằng là mình phạm giới. Hôm trước á, cũng có một câu hỏi với Đức Phật á, là nếu mà mình thọ giới rồi, cái thọ giới nào mình không thọ rồi mình nói không thọ được không đó? Phật nói không, trong cái nghi thức không có làm như vậy, không? Còn khi mà nói là cho mình thọ ít, thiểu phần, trung phần, rồi toàn phần gì đó, là nói tới cái công đức tu tập của mình thôi. Thì ở đây cũng vậy, cái pháp Bát Quan Trai là 24 tiếng. Tuy nhiên sức khỏe, khả năng mình không có thì mình được lợi lạc nhiêu đó thôi. Tức là cái pháp nó là như vậy, nhưng mà khi mình đi vào cái thực tập thì mình biết rằng à, mình không đủ 24 tiếng, nghĩa là công đức mình, phước lành của mình của 12 tiếng, của 10 tiếng. Cũng giống như mình nói là mà cái thuốc này á, thuốc trụ sinh phải uống liên tục 10 ngày, nhưng mà giờ cái sức khỏe mình, cơ thể mình sao đó, mình uống được có 5 viên à, rồi cái là không thể tiếp tục uống được nữa. Nguyên tắc uống trụ sinh là 10 ngày, nhưng mà có thể có những trường hợp nào đó, ai đó không thể uống đủ 10 ngày đó, thì quý vị không hết bệnh, bất quá là quý vị hết của cái 5 ngày đó thôi. Phước lành bệnh nó có khoảng đó thôi. Thì Đức Phật nói cũng vậy. Tức là cái pháp, cái nghi thức, cái pháp thì không có vậy. Là Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nào mà tới thọ Bát Quan Trai, rồi Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam. Việt Nam là trước, hồi trước là không có được ngủ đêm ở chùa. Tới Bát Quan Trai là chỉ tới 6 giờ sáng thọ rồi 6 giờ chiều về, chứ không có cái phép ở được chùa, vì cái luật nhà nước không cho phép. Thì bây giờ mình ở một cái quốc độ mà người ta không cho thì phải chịu thôi. Rồi bây giờ ví dụ ra ngoài này đi, vì mình tự do ngủ ở chùa, nhưng mà có những chùa không có phương tiện cho Phật tử ngủ lại, không có chỗ gì hết, thì quý vị không cần ngủ lại chùa, quý vị về nhà. Nhưng mà về nhà, nhưng mà mình vẫn giữ cái đó. Tức là trong khi mình về nhà là từ cái giờ phút mình bước chân vô nhà cho đến sáng ngày mai, mình cũng không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca sướng hát, nằm giường cao rộng lớn, không ăn phi thời, thì cũng là 24 tiếng biểu giữ giới. Nhưng mà cái một hoàn cảnh, cái môi trường nó chỉ đổi thôi. Hồi sáng mình ở chùa, bây giờ mình ở nhà, nhưng mà về nhà vẫn tiếp tục. Rồi quý vị về nhà, quý vị thí dụ như quý vị nào xả giới thì xả, còn không thì về nhà đó, ở nhà thọ, ở nhà gì đó sáng online xả, còn không thì mình tâm niệm mình xả. Trong cái quyển Phật Học Phổ Thông á, cái khóa thứ nhất á, Hòa Thượng Thiện Hoa đó, Ngài có soạn ra một cái bộ gọi là Phật Học Phổ Thông. Mà ngày xưa cái bộ đó đó Hòa Thượng gọi là Cây Thang Giáo Lý. Cái bộ đó nó còn có một cái tên là Cây Thang Giáo Lý, nghĩa là Hòa Thượng soạn một bộ giáo lý cho người cư sĩ từ thấp đến cao. Cho nên cái quyển đầu rất là căn bản. Tất cả Phật tử, những ai muốn biết Đạo Phật, muốn biết về cái phần căn bản, nên đọc cái quyển Phật Học Phổ Thông quyển đầu. Trong đó nó có 12 quyển bỏng bỏng vậy đó, mà sau này là người ta in thành 3 tập Phật Học Phổ Thông thành 3 tập. Nhưng mà trong đó cũng vẫn giữ cái nguyên tắc là từng tập. Thì mỗi một tập như vậy là Hòa Thượng soạn 10 bài. Thì trong đó có một cái nghi thức tự thọ Bát Quan Trai. Bây giờ mình ở một cái hoàn cảnh là không có ai truyền giới đó cho mình hết, thì mình tha thiết với sự tu tập thì mình tự phát nguyện. Cũng giống như Bồ Tát giới vậy đó. Dĩ nhiên là mình phải đi thọ, nhưng mà thí dụ ở một cái hoàn cảnh, một cái biên địa nào đó mà không ai truyền giới đó cho mình, thì tự thọ, tự phát nguyện để mình tiếp nhận giới đó. Rồi Phật cũng dạy ngay cả các thầy tỳ kheo, đến ngày tụng giới không, mà mình không có cái chúng để mình tụng giới, thì tự mình Bồ Tát. Đến ngày tự tứ, không có, mình an cư 3 tháng mình ở, đáng lý mình phải nhập chúng an cư. Bây giờ mình ở một cái nơi mà mình không có một cái người nào để an cư chung hết, để tác pháp an cư, thì tự mình.
hướng tâm niệm phát nguyện an cư tại chỗ đó. Như vậy thì quý vị biết là giới luật nó có cái trường hợp là gì? Khai giá trì phạm. Nó có những cái uyển chuyển của giới luật. Nguyên tắc là như vậy. Phật thì Phật nói là nguyên tắc như vậy. Nhưng mà hôm rồi Đức Phật cũng nói rõ, thì từ cái lý đó Phật nói là không có cái phép gọi là muốn thọ thọ không không. Thì Ngài Ubali mới nói là vậy thì tại sao trong kinh lại có đoạn nói là thiểu phần, đa phần hay là toàn phần. Thì Đức Phật nói cái đó là nói là tùy theo cái công đức tu tập của mình. Thế mình giữ được ba giới thì mình công đức được ba giới, mình giữ bốn giới thì mình công đức được bốn giới. Đó là cái khả năng tu của mình thôi. Ở đây cũng mình lấy cái lý đó rồi mình đem ra những cái trường hợp này. Đức Phật nói không được là vì Phật đặt ra trai pháp cho thụ một ngày một đêm đã có hạn định như vậy, không được làm sai. Ubali hỏi nếu không được thì tại sao trong luận bì cách nói rằng ức nhĩ ở chỗ đồng không bông quạnh thường thấy các loài quỷ đói chịu mọi tội khổ, hoặc ban ngày hưởng phúc ban đêm chịu tội, hoặc ban đêm hưởng phúc ban ngày chịu tội. Sở dĩ như thế là vì trước kia khi họ làm người, ban ngày thì thủ giới pháp, ban đêm thì làm việc ác, hoặc ban đêm thì thủ giới pháp, ban ngày lại làm các hạnh chẳng lành, thì nghĩa ấy ra sao? Phật đáp: phàm là nhân duyên kiếp trước thì không thể căn cứ vào lời nói đó được. Luận bì cách không phải là kinh luật, cho nên không thể căn cứ vào đó để định xác, định nghĩa xác thực được. Điều ấy có khi là ông ca chiên viên vì muốn độ cho ức nhĩ mà biến hiện ra như thế để hóa độ ức nhĩ chứ không phải sự thật. Tức là Ngài Ubali mới nói là có một bộ luận tên là Bì Cách. Thì cái bộ luận này mới nói cái việc là Ngài thấy các quỷ đói vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là có những trường hợp như vậy là có thể là do các vị đệ tử, tức là các tôn giả, ví dụ như là tôn giả Ca Chiên Viên vì muốn độ mà biến hiện như thế để độ. Thì chúng ta cũng hiểu điều này trong cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Vì muốn giúp cho chúng sanh, vì muốn độ cho chúng sanh cho nên có những phương tiện. Có những phương tiện. Ví dụ như ở bên Trung Hoa đó, cái truyền thống của Phật giáo Trung Quốc á, là tất cả các vị cư sĩ thọ năm giới đều mặc hậu màu đen, đắp y nâu. Quý vị qua Đài Loan, qua các nước Phật giáo mà Trung Hoa đó, thì cư sĩ khi thọ giới năm giới đó là có cái lễ truyền y, các vị đều nhận một lá y màu nâu hết để mà khi tụng kinh đắp y nâu đó. Đó là phần của Phật giáo bên Đài Loan. Y trơn thôi, cái tấm y không có điều, một tấm vải nâu vậy thôi. Mà nếu vị nào mà chỉ tam quy mà không có thọ ngũ giới thì được mặc cái áo, cái hải thanh, tức là mình nói đơn giản là cái áo tràng đi, được mặc cái áo tràng mà không được đắp y, tại vì mới có tam quy chứ chưa thọ ngũ giới. Đó là nếu mà bây giờ quý vị mà qua bên đó mà người ta hỏi quý vị là cư sĩ thọ giới chưa, quý vị nói thọ rồi là thế nào ta cũng đưa y cho mình đắp, tại vì mình là cư sĩ năm giới. Phật giáo Việt Nam thì không có cái truyền thống cho Phật tử đắp y. Tuy nhiên gần đây các ngài mới thấy rằng á, ngay cả các vị tại gia Bồ Tát giới, thọ Bồ Tát giới rồi nhưng mà vẫn cứ mặc áo tràng thôi. Cho nên một số quý tôn đức mới nói thôi bây giờ mình lấy cái y năm giới của người cư sĩ bên Trung Hoa đó cho các vị cư sĩ Việt Nam mà thọ Bồ Tát giới đắp. Mà cũng là màu nâu thôi chứ đâu có được đắp cái y vàng. Cái y nâu đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nhẫn nại, tượng trưng cho chuyện nhẫn nhục. Thì cái y đó là một phương tiện. Ví dụ như ở bên Nhật á, các thầy lên làm lễ là đắp y.
Nhưng bình thường các vị mà ra đường á, đi đâu làm việc gì mà không có tính cách quá nghiêm quan trọng đó, người ta vẫn đắp pháp y. Nhưng mà cái pháp y đó bây giờ biến thành một cái miếng vải nhỏ có cái sợi dây treo. Không biết quý vị có thấy các vị sư Nhật mà hay treo cái pháp y ở trước đây không? Đó là cái y đó. Nhưng mà cái y đó nó được biến lại, nó thu nhỏ lại thành một cái miếng vải nhỏ treo trên người để chi? Thứ nhất cho nó gọn gàng cho người ta. Thứ hai là gì? Vẫn nhắc nhở người ta là sao? Y vẫn đắp trên người. Cái áo tràng bảy vạt này nè, cái áo tràng nâu bảy vạt này là thay thế cho cái y bảy điều nè. Thay vì mình đắp một cái lá y có bảy điều thì cái áo tràng này là thay thế cái y bảy điều. Còn cái bộ đồ vặt hò đó mình mặc đó, đó là cái y năm điều. Tại vì nguyên tắc là cái y năm điều á mặc để làm việc hàng ngày. Thì bây giờ các vị mới chuyển cái y đó thành ra một cái thể thức gì nó phù hợp với cái thời đại để cho chúng ta dễ dàng làm việc. Rồi cái y mà lên đắp tụng kinh thì vẫn giữ nó là cái pháp y, cái đại y để lên tụng kinh. Nhưng hàng ngày vẫn đắp y đó, mặc bộ đồ vặt hò là y năm điều, mặc cái áo tràng nâu bảy vạt là y bảy điều, rồi đắp cái y kia lên. Thế đó, mình cũng biến như vậy. Tức là mình vẫn giữ cái linh hồn của nó, nhưng mà ở một cái hình thức nào đó để nó phù hợp với cái thời đại, cái quốc gia. Ở bên Nhật có một cái giáo phái tên là Tân Tăng. Lẽ ra Tăng là thanh tịnh, chứ không có cái chuyện Tân Tăng hay là Cựu Tăng gì hết. Nhưng mà tại sao người Nhật người ta lại có một cái trường hợp như vậy? Bởi vì cái quan niệm của các vị là gì? Mình cho người ta như vậy, cái quan trọng là mình đi có những người học Phật, hiểu đạo lý, có gia đình, có kinh nghiệm về đời sống vợ chồng gia đình, đi trực tiếp vào đời sống của họ. Nhiều Phật giáo Việt Nam hay là các nước Phật giáo khác thì không thấy cần thiết chuyện đó, cho nên các vị không có tổ chức và không có dùng cái cách đó. Nhưng bên Nhật người ta có, cái đó gọi là Tân Tăng. Tại vì quan điểm là các vị này phải có đời sống gia đình thì mới hiểu được đời sống gia đình, để mà các vị đi vào trong cái chuyện gọi là giúp đỡ những gia đình khó khăn một cách thiết thực hơn. Cái đó cũng là một cách nói thôi. Mà nhớ là cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có cái được cái mặt này thì nó không được cái phần khác. Còn chính thống của Chư Tăng là thanh tịnh, không có lập gia đình. Nhưng mà những cái chuyện mà nó biến là vì cái hoàn cảnh hay vì cái nhu cầu nào đó. Nhưng mà cái thực chất thì chúng ta cũng như vậy. Ngày nay chúng ta làm này làm kia, chúng ta vẫn biết đây là những cái phương tiện. Còn cái thực chất không có. Người cư sĩ thời Phật chỉ là mặc áo trắng thôi. Bây giờ quý vị đi qua bên Lào, đi qua bên Miến Điện, nhất là đi qua bên Tích Lan, cư sĩ đi chùa là không có mặc cái gì khác hơn ngoài bộ đồ trắng. Người nam á, là áo sơ mi trắng hoặc là áo thun trắng, mặc xà rông trắng, vẫn còn quấn xà rông nha. Còn người nữ á, là mặc đồ trắng hết. Rồi chẳng những vậy mà các vị còn vắt trên vai một tấm vải trắng. Đi chùa ngày Chủ Nhật là thấy rớp trời hết trơn, màu trắng hết, con nít cũng màu trắng hết. Tại sao? Vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết. Cho nên trong kinh mới gọi là bạch y cư sĩ đó, những người cư sĩ mặc áo trắng. Còn ví dụ như á, mình nói là ồ, làm như vậy là mình phá hoại đi cái hàng ngũ của người tu vậy đó. Cái đó tùy mỗi cái cách nhìn và nhớ là tùy vào cái cách sử dụng của chúng ta. Ví dụ chúng ta cho sử dụng ở mức độ nào. Ví dụ như ở đây nè, mình cho các vị cư sĩ xuất gia gieo duyên 10 ngày đắp y nâu. Thì có một số mới nói thôi bây giờ con xuất gia gieo duyên xong rồi con không xả giới,
con giữ cái này luôn rồi con về nhà con nắp y con tụng kinh luôn được không? Pháp Hòa nói không được. Tại vì ở đây quy định là chỉ có 10 ngày và sau đó quý vị xả giới. Y này quý vị cất đem về kỷ niệm, thí dụ thôi. Nếu mà mình giữ đó rồi mai mốt mình có 100 tuổi theo Phật thì mình có thể xin cái giữ cái lá y đó đem theo người. Nhưng mà mình chỉ đắp cái này trong cái khoảng thời gian mình ở đây, mình tu 10 ngày đắp y 10 ngày. Chứ Pháp Hòa không có hề gọi là xin tạm dùng cái từ là cho phép cư sĩ các vị qua đây tu 10 ngày rồi giữ cái y đó đi về nhà rồi cứ đắp rồi đi các chùa đắp, đâu có. Phải không? Như vậy thì chúng ta mở một cái cửa phương tiện, nhưng nó cũng có cái mức độ nào thôi. Rồi sau đó các vị phải dừng lại ngay đó. Mà bây giờ có những người người ta còn làm hơn thế nữa, là người ta cho các vị cư sĩ thọ gì xuất gia giao duyên mà đắp luôn cái y vàng. Thì cái đó mình không nói được, cái đó là phương tiện. Nhưng cái quan niệm của mình là gì? Mình phương tiện nó có chừng mực thôi. Cái y mà các vị thọ xuất gia giao duyên, nó là cũng là cái y của các vị cư sĩ đó thôi. Bên đầu là người ta đã năm giới người ta đã đắp rồi, còn cái này là mình gieo duyên mà, để khuyến khích, để khuyến khích trong 10 ngày đó. Thì Đức Phật mới nói điều ấy có khi ông Ca Chiên Viên vì muốn độ chứ ức nhĩ mà biến hiện. Ức nhĩ là một người, Ca Chiên Viên là một vị tôn giả. Thì Đức Phật nói cái chuyện đó, khi thọ trai rồi nếu muốn xả trai không cần phải cầu năm chúng để xả. Khi muốn ăn chỉ cần đến nói với một người là hôm nay xả trai, thế là trai đã được xả rồi. Nếu nói là năm ngã thì chỉ có loài người mới được giới ba la đề mộc xoa, còn bốn ngã khác không được. Chẳng hạn người ở cõi trời thì đắm đuối ham vui quá nên không được giới. Đức Phật nói năm ngã là gì? Năm ngã là gì? Tức là gọi là ngũ đạo, có khi gọi là ngũ thú. Thì cái chỗ này là gì? Thứ nhất là cõi trời, thứ hai là Atula, thứ ba là cõi người, thứ tư là địa ngục, thứ năm là ngạ quỷ, phải không? Hay là súc sanh. Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có Atula. Thì năm cái cõi này thì Đức Phật nói á, cõi người là thọ giới dễ. Cõi trời hơi khó, tại vì sao? Tại ham vui. Tại ham vui. Nè, chẳng hạn người cõi trời thì đắm đuối ham vui quá nên không được giới. Như trước kia, bây giờ Đức Phật có kể một sự kiện. Một hôm vì một đệ tử lâm bệnh nên Đại Đức Mục Kiền Liên phải lên cung trời Đao Lợi để tìm thầy thuốc Kỳ Bà xuống chữa. Kỳ Bà thật ra là cái chữ phiên âm. Tên của ông đúng ra là Vichaka Jivaka. Ông là một ông thầy thuốc thời Đức Phật rất là giỏi. Và ông là cái người thầy thuốc của vua Tần Bà Sa La. Nói chung là ngự y á, ông là ngự y của vua Tần Bà Sa La và của vua A Xà Thế. Bây giờ quý vị nào mà đi hành hương qua Ấn Độ á, Pháp Hòa nhớ là hình như là có một cái khu vực người ta nói rằng ngày xưa là ông Kỳ Bà đã trồng thuốc ở đây. Tên của ông là Jivaka và chúng ta âm lại là Kỳ Bà. Thì ông chữa lành và ông á, ông là một người ngự y nhưng mà cũng là đệ tử tu tập với Đức Phật, với các vị tôn giả. Cho nên ông có phước, ông được cái phước khi ông chết ông sanh về cõi trời. Cho nên khi đó một ngày một Kiền Liên mới có một người đệ tử bị bệnh, mà bây giờ muốn tham khảo cái vụ thuốc men nè, mới chạy lên cung trời Đao Lợi để kiếm ông Kỳ Bà để hỏi thuốc. Rồi quý vị sẽ thấy rằng ông Kỳ Bà trở mặt với ngài một Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên để tìm thầy thuốc Kỳ Bà xuống chữa. Khi lên tới nơi thì Mục Kiền Liên thấy các người cõi trời đang vui chơi trong vườn hoang lạc. Lúc đó Mục Kiền Liên dừng lại bên đường nhưng không ai để ý đến cả. Biết tại sao không để ý đến Ngài Mục Kiền Liên không?
Tại vì họ làm sao? Họ bận chơi, họ bận vui, cho nên ông đó tới kể ông. Kỳ bà sao à, đến cả sao kỳ bà ngoảnh lại trông thấy một kiền liên. Ông kỳ bà vẫn thấy ngày một kiền liên, dơ liền dơ tay chào, rồi cởi xe thẳng tới. Nghĩa là chỉ hello vơ vơ vậy thôi đó nha. Ngày một kiền liên là trách đó. Ngày một kiền liên tự nghĩ, người này trước kia vốn là đệ tử của ta, nay được hưởng phúc báo ở cõi trời, và vì quá đắm say thú vui nên không còn nhớ nữa. Nghĩ xong liền dùng sức thần thông để chặn xe lại. Kỳ bà xuống xe làm lễ Mục Liên. Bây giờ Mục Liên dùng mọi lời để trách móc. Kỳ bà thưa rằng: bạch ngài Mục Liên, vì trước kia ở cõi người tôi vốn là đệ tử của Đại Đức, bởi thế mới giơ tay chào hỏi, chứ ngài có thấy chư thiên làm như thế không? Thấy không? Ngày trước con là đệ tử của thầy đó, bởi bây giờ con gặp ngài con vậy là con ok lắm rồi đó. Ngài thấy đi, trên này có ai chào ngài không? Cho nên nhiều khi nói này nói lén mấy đứa nhỏ thôi. Nhiều khi ba mẹ nó gặp mấy thầy rồi kêu nó xá thầy con, lại thầy con, cái nó giơ tay nó hai. Cái mẹ nói sao hai thầy, nó đâu kệ nó đi, nó hai được rồi. Nó biết hai là mừng rồi đó. Phàm đã sinh lên cõi trời, tâm người nào cũng đắm theo khoái lạc, không được tự tại, cho nên mới thế. Bây giờ Mục Liên hỏi kỳ bà rằng: tôi có người đệ tử lâm bệnh, nên chữa theo cách nào? Kỳ bà đáp: nên nhịn ăn là tốt hơn hết. Quá ư là khoa học. Bây giờ người ta chữa bệnh, người ta cũng giảm ăn, bớt ăn, chứ ăn nhiều thì đâu phải tùy bệnh. Đấy không? Tùy bệnh mình ăn. Không phải bệnh nào ăn cũng tốt đâu. Ví dụ như có nhiều người ta quan niệm đồ bổ như là yến nè. Yến là bổ phải không? Người, khi người ta nghe bệnh cho người ta ăn yến vô. Nhưng mà có những cái ăn yến vô là nó tăng bệnh. Tại vì sao? Tại vì thí dụ trong người mình đã có một cái vi trùng ung thư. Thí dụ mình ung thư gan, ung thư bao tử gì đi, là làm vi trùng rồi. Thì mình ăn yến vô thì nó bổ phải không? Nhưng mà bổ cho con gì? Bổ cho con vi trùng đó. Cho nên chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì con vi trùng đó nó phát sinh nhiều hơn nữa, bởi vì nó được mình tẩm bổ. Mình nói mình ăn vô để bổ cơ thể, nhưng mà cái vi trùng nó bao rồi, nó đứng ngay cửa thành rồi. Bao nhiêu đồ bổ tới là nó chặn, nó đốt hết trước. Nó ăn trước hết rồi. Thành thử ra làm sao mà vô tới bên trong để chữa được. Cho nên ông kỳ bà ông rất là khoa học. Vậy thì quý vị mình mới thấy là đâu phải bây giờ phát minh ra chuyện là nhịn ăn, là fasting đồ. Thời Phật là đã có chuyện đó, và các vị tôn giả đã biết chuyện đó. Và đó là lý do tại sao Phật dặn là thời Phật là ăn có một cử à. Dĩ nhiên ăn một cử nó có nhiều cái nguyên do nữa, nhưng một trong những nguyên do là để chúng ta không có quá nặng nề, buồn ngủ, mỏi mệt khi tu tập. Bữa hôm chương trình lại kinh Dược Sư, Pháp Hòa cũng có thông báo trước. Cho nên rồi cái cũng như thường lệ, đại chúng ở nhà ăn bụng rồi bắt đầu đi tụng kinh. Vài ngày hôm sau lên, có dịp lên chùa gặp Pháp Hòa mắng vốn hết. Trời đất ơi, thầy cho lại mà thầy không báo trước. Bữa đó con ăn một bụng làm con lại muốn chết luôn. Rồi bắt đầu từ ngày hôm sau biết là sẽ có chương trình lại, bắt đầu buổi chiều là ăn ít lại mới lại được. Rồi bây giờ buồn ngủ quá thì mình làm gì đây? Thôi mình ngưng đây là hơn hết. Rồi mình dừng đây là từ sau mình học tiếp. Dạ. Thưa đại chúng, ở trong cái bài sám tụng kỷ niệm lễ Phật thành đạo á, thì Pháp Hòa nhớ cái bài bắt đầu là hào quang chiếu diệu,
sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật Tổ Thích Ca ba ngôi thường trụ. Đệ tử chúng con nhân lành chưa đủ, nghiệp báo theo hoài, nay nhờ văn Phật Như Lai giáng trần cứu độ. Ở trong đó có câu là giáng trần cứu độ, không nở sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi, đem dày tâm tối, đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài, pháp dùng phương tiện. Thì cho đó là lộn qua cái bài sám đẳng sanh. Thì khi mà nói đến cái sự kiện Đức Phật tu hành á, thì trong đó có nói là có những cái con rồng á, hàng là thần long che chở, tâm quang rực rỡ, lộ chiếu minh tinh, đạo thành chánh giác, trời người hoang lạc, dậy tiếng hoang hô. 30 năm, 40 năm do hóa độ, 300 hội đàm kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê độ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Đức Phật đã thuyết pháp 45 năm, hơn 300 hội. 300 hội tức là mỗi một cái pháp hội của Ngài đó tính là một pháp hội. Thì mình đọc trong kinh á, thì mình thấy có khi Đức Phật nói pháp ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, có khi Đức Phật nói pháp ở vườn Lộc Uyển, có khi Đức Phật thuyết pháp ở ở gì núi Linh Thú, có khi Đức Phật nói pháp ở núi của Dạ Xoa, và có khi Đức Phật thuyết pháp ở Long Cung, có khi Đức Phật ở cung trời. Thì quý vị mới thấy là Đức Phật vân du không phải ở cõi người, mà có cả cõi trời và cõi biển, cõi nước, tức là cõi của Lâm Cung. Cái vị mà coi về biển chính thì gọi là Long Vương, là ông chủ. Thì cái bài kinh tối hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng ngắn ở trong kinh Tạng. Thì bài kinh này Đức Phật nói ở Long Cung. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu kinh này là tại vì chúng ta đang ở trong năm rồng. Thì Pháp Hòa muốn nhắc đến một bài kinh nữa Đức Phật nói ở Long Cung. Ngoài cái bài kinh này còn có một bài kinh nổi tiếng mà chúng ta thường biết nữa, đó là kinh Thập Thiện, gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kinh này Đức Phật cũng nói ở Long Cung. Và Đông Hải Long Cung đã khuyến thỉnh Đức Phật để Đức Phật thuyết pháp nói về nghiệp lành của tất cả chúng sanh, tu như thế nào để được tăng những cái nghiệp lành, còn nếu không thì tạo những cái nghiệp xấu, là chúng ta gọi là thập thiện nghiệp đạo, 10 cái thiện nghiệp ấy. Thì rồng á là một trong bát bộ mà ủng hộ Phật pháp, mà chúng ta thường gọi tắt là Thiên Long Bát Bộ. Thật ra thiên là một bộ, long là một bộ, nhưng mà nếu mà nói thì chúng ta hay nói lấy hai cái bộ đầu thiên long, nói chung là tám bộ. Thì trong đó liệt kê là thiên là một bộ, long là một bộ. Bộ đây là bộ chúng bộ. Thì thiên là một chúng, long là một chúng, Atula ha, rồi Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, thí dụ vậy, Ma Hầu La Già. Thì trong tám bộ chúng này thì rồng là một trong tám loại, chúng ta thường gọi là Thiên Long Bát Bộ, không phải bộ Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đâu nha. Thiên Long Bát Bộ này là tám bộ chúng ủng hộ cho Phật pháp. Mình mỗi lần mình tụng kinh xong ở trong truyền thống Bắc Tông á, hay đọc cái bài đó, trời Atula Dạ Xoa Thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy đó. Thì tiếng Hán là Thiên Atula Dạ Xoa Đẳng Lai Thính Pháp Giả Ưng Chí Tâm, ủng hộ Phật pháp sử thường tồn, các cần hành thế tôn giới giáo, vân vân. Thì ở đây cái bài kinh này có tên là Đức Phật vì vua rồng biển mà nói pháp. Bài kinh có cái tên vì vua rồng biển, tức là ai? Tức là
Long Vương, Hải Long Vương, nếu mình nói theo tiếng tiếng Hán là Hải Long Vương, mà tiếng Phạn gọi là Sa Kiệt La. Chữ Sa Kiệt La nghĩa là biển, hiểu không? Tiếng người Tàu dịch cái chữ Sa Kiệt La là hải, có khi là Ta Kiệt La. Chữ Ta Kiệt La hay là Sa Kiệt La nó đều âm từ tiếng Phạn, và cái nghĩa của nó là biển. Cho nên gọi là Hải Long Vương thì mình dịch là vua rồng biển. Thì ông vua rồng biển này, tức là Long Vương này, ông hỏi Đức Phật, và Đức Phật nhân đó Đức Phật nói bài kinh này. Nguyên âm tiếng Phạn được Tam Tạng Pháp Sư tên là Nghĩa Tịnh đời nhà Đường dịch sang từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi cư sĩ người Việt Nam tên là Tuệ Khai dịch từ Hán ra Việt. Thì bây giờ quý vị biết mình thường tụng kinh á, nhất là kinh điển Bắc Tông á, Đại Thừa đó, thì quý vị biết được bốn nhà dịch giả, bốn nhà đại dịch giả. Ngài Kumala Thập, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Huyền Trang, Ngài Chân Đế. Quý vị nhớ bốn tên, bốn tên của pháp đạo, đạo hiệu của bốn vị Tam Tạng Pháp Sư mà dịch kinh nổi tiếng, gọi là bốn nhà đại dịch thuật kinh điển Phật giáo. Thì ngài, cái người đứng đầu, người số một là ngài Kumala Thập, rồi đến ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Chân Đế. Thì ngài Nghĩa Tịnh sanh sau ngài Huyền Trang, sanh sau ngài Chân Đế, ngài Pháp Hiển. Thì ngài Nghĩa Tịnh sanh năm 635 Tây lịch. Ngài xuất gia hồi nhỏ và rất ngưỡng mộ ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang. Bởi vì ngài Pháp Hiển là người sang Ấn Độ trước ngài Huyền Trang. Rồi khi ngài Pháp Hiển đi qua đó, học ở bên đó rồi về cũng viết lại những cái sử ký sự việc ngài đi đó. Thì nhờ ngài Huyền Trang đọc được những tài liệu đó mà ngài Huyền Trang nuôi cái ý chí muốn sang tận Ấn Độ để mà nghiên cứu như ngài, như là ngài Pháp Hiển. Và quý vị nào muốn biết ngài Pháp Hiển thì đọc một cái quyển của Hòa Thượng Minh Châu, đây là một luận án của ngài Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái. Quyển này có tiếng Anh, có tiếng Việt. Pháp Hòa đọc cái quyển đó hồi Pháp Hòa khoảng 18-19 tuổi vậy đó. Thì ngài Huyền Trang bắt chước học cái hạnh của ngài Pháp Hiển. Nhưng mà ngài Huyền Trang khi ngài có cái kinh nghiệm của người trước á, ngài thấy những cái điều mà người trước viết nó chưa đủ đi, thì khi mà đến phiên ngài viết á, ngài viết nó đầy đủ. Cho nên đối với các cái nhà khảo cổ, các nhà khoa học gia đó, thì người ta rất là chuộng những cái sử ký của ngài, Huyền Trang, tại vì ngài ghi rất là đầy đủ. Mà nhờ những cái sử liệu của ngài đó mà sau này người ta nương theo đó mà người ta khảo cổ, người ta khai quật được những cái thánh tích của Phật giáo sau thế kỷ thứ 12 bị Hồi giáo đập phá. Khi mà ngài đến Ấn Độ á, thì ngài tham học ở Viện Đại học Nalanda. Viện đại học đó thế kỷ thứ 12 cũng bị phá. Bây giờ thì chỉ còn di tích thôi, chứ cũng không còn. Nhưng mà người gần đó, người ta có lập lại một cái trường đại học Nalanda thứ nhì. Và dĩ nhiên rằng cái trường đại học Nalanda sau này không thể nào có thể sánh được với cái Nalanda của ngày xưa. Đại học Phật giáo đầu tiên tên là Nalanda đó có thể chứa được mấy mươi ngàn người, mấy người, cả thầy giáo và học sinh. Và ngài Pháp Hiển đã tham học ở đó, ngài Huyền Trang cũng đã học ở đó, ngài Nghĩa Tịnh cũng đi qua bên Ấn Độ học ở đó 10 năm. Và sau đó ngài đi qua một cái nước tên là Sumatra, hòn đảo ở Indonesia, học 7 năm. Ngài trở về được khoảng 400 bộ kinh và hơn khoảng 300 viên xá lợi thỉnh ở các nước đem về. Và khi ngài về đến Lạc Dương, Trường An,
Thì cái người mà ra đón Ngài tận ở cửa thành đó là Hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Và quý vị mới biết là thời nhà Đường á, cao tăng xuất hiện nhiều lắm. Cho nên mình học sử Trung Hoa thì mình mới thấy rằng Phật giáo đã hưng thịnh một thời ở nhà Đường. Thì đây là cái bản kinh mà Ngài Nghĩa Tịnh đã dịch. Và mình nhớ rằng Ngài Nghĩa Tịnh là một trong bốn nhà đại dịch kinh của Phật giáo: Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Chơn Đế, Kumala Thập. Hôm nào mình sẽ học về bốn nhà, bốn vị đại sư này để mình biết chứ, mình ghi, mình biết được sử của các ngài để mình ghi ơn. Hôm nay mình nói về Ngài Nghĩa Tịnh một chút. Và đây là bài kinh do Ngài Nghĩa Tịnh dịch. Ngài Nghĩa Tịnh dịch kinh tổng cộng là 12 năm. Khi sau khi Ngài trở về Trung Quốc, Ngài dịch kinh 12 năm, dịch được 400 bộ. Xin lỗi, Ngài dịch được 56 bộ. 56 bộ kinh. Và dịch được tổng cộng 56 bộ đó khoảng 230 quyển. Pháp Hòa nhớ Ngài Kumala Thập dịch 98 bộ. Ngài Kumala Thập dịch được 98 bộ kinh. Bây giờ mình đi vào cái bản kinh này. Ngắn lắm, nhưng mà nghĩa lý rất là siêu. Mình nghe những cái này thường lắm, nhưng mà mình phải tư duy thì mới được. Tôi nghe như thế này, tôi nghe như vậy có nghĩa là Ngài A Nan nói, Ngài A Nan thuật lại cho mình nghe. This is something I have heard. Để mà mình chắc chắn rằng đây là những điều Phật nói. Một thuở Đức Thế Tôn ở tại cung vua Rồng Biển. Cung vua Rồng Biển mình dịch là Hải Long Vương ở Long Cung, cùng với đại chúng Bí Xô. Bí Xô tức là các vị tỳ kheo đó, nhưng mà âm từ nguyên cái chữ Phạn là Bisu. Cái chữ Bisu là tiếng Phạ, tiếng Pali là Bisu. Mình âm Bisu là Bisu, Bisu. Rồi sau này mình mới âm là tỳ kheo, hay là tỳ khưu, hay là tỷ khiêu. Những cái chữ đó cùng một cái nghĩa là Bisu, tức là các vị xuất gia thọ 250 giới. Chúng ta gọi là Bisu. Bisu đây là tiếng Phạn âm lại. Dịch nghĩa có ba nghĩa, Bí Xô có ba nghĩa là bố ma, phá ác và khất sĩ. Các thầy nào mà thọ 250 giới thì gọi là thọ giới tỳ kheo, hay là thọ giới Bí Xô. Thì các vị này theo cái giới này, và chữ Bí Xô có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Ví dụ bây giờ mình ôm mình bác đi khất thực, người ta gọi mình là một vị khất sĩ, cũng có nghĩa là vị tỳ kheo. Bây giờ người ta gặp mình, ta nói dạ con xin chào thầy phá ác, con xin chào thầy bố ma, thì cũng có nghĩa là tỳ kheo. Nhưng mà bởi vì phải đủ ba nghĩa thì cái chữ tỳ kheo mới đúng, cho nên không gọi một nghĩa mà gọi luôn cả ba nghĩa là tỳ kheo. Và các vị mà người ta ký tên ở dưới thư, sau khi ta gửi một cái thư đi thì ta hãy ký là tỳ kheo gì đó. Và khi người ta đứng lên, người ta tự giới thiệu, thì người ta cũng giới thiệu tôi là tỳ kheo gì đó. Chứ không có ai xưng tôi là thượng tọa, tôi là hòa thượng, tôi là đại đức. Bởi vì đó là những cái danh từ để người ta gọi mình, chứ không phải để mình tự xưng. Và cái danh từ khiêm cung, mình xưng mình là sa môn, mình xưng mình là tỳ kheo, tức là cái giới mình thọ. Cùng với đại chúng Bí Xô gồm 1250 người. Hồi sáng mình mới nói đó, 1250 người. Trong đó có 375 vị, để 350 vị của ba anh em Ca Diếp, phải không? 375 của Ngài Ca Diếp, 500 còn lại là của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và một số các vị khác. Và rất nhiều chúng Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ vua Rồng Biển Ta Kiệt La, đó, cái chữ Ta Kiệt La nãy Pháp Hòa nói đó, Ta Kiệt La là tiếng Phạn, dịch là hải, nghĩa là biển. Tàu kêu hải, mình kêu biển. Liền đứng dậy làm lễ dưới chân Đức Phật rồi bạch rằng: thưa Đức Thế Tôn, vả có chuyện thọ trì ít pháp mà được phước nhiều chăng?
Có nghĩa là Bạch Thế Tôn có khi nào có chuyện này xảy ra không? Có nghĩa là thọ trì ít lắm nhưng mà công đức thì nhiều. Đức Phật bảo vua rồng biển rằng có bốn pháp thù thắng. Nếu có người thọ trì đọc tụng hiểu rõ nghĩa lý ấy thì dụng công tuy ít mà được phước rất nhiều. Câu hỏi là có chuyện này xảy ra không? Có cái sự việc là dụng công thì ít mà phước nhiều không? Đức Phật nói có bốn pháp thù thắng. Chữ thù thắng nghĩa là vượt hơn. Thí dụ như phúng kinh công đức thù thắng hạnh, thấy không? Tụng kinh là hạnh tốt lành, bao nhiêu công đức sẵn dành chúng sanh. Tức là cái việc gì mình làm, mình không có chấp trước, mình hiểu rõ tận nguồn của nó thì gọi là thù thắng. Cho nên mình ngồi mình tụng kinh, tụng bằng cả tâm thành, tụng bằng trái tim của mình, tụng bằng cả cái sự chân thật của mình, thì tụng kinh như vậy công đức thù thắng. Làm việc gì mà chúng ta làm mà không có chấp trước, mà chúng ta làm bằng cả tình thương, bằng cả trái tim của mình, thì đó là công đức thù thắng. Đức Phật mới nói có bốn pháp thù thắng, dụng công tuy ít mà phước rất lớn. Tức là so với người đọc tụng 84.000 pháp tạng thì công đức không có khác. Tại sao cái câu này nói như vậy? Nói như vậy rồi không lẽ rồi các người mình ta tụng nhiều đó không tốt sao? Tốt chứ. Nhưng mà tại sao không có khác? Là bởi vì dù cho 4.000 pháp tạng nó cũng không rời bốn cái pháp này. Kinh điển nào, lời dạy nào mà nó đi ngoài bốn cái pháp này thì chưa chắc là lời của Phật. Cho nên người ta muốn chứng minh đây có phải lời Phật không, thì người ta lấy cái này ra, người ta làm cái chiếu để người ta soi. Những gì là bốn? Đó là niệm tụng. Đó là mình phải niệm tụng nha. Mình phải niệm tụng cái chỗ này là cái then. Chữ niệm là phải nhớ, thấy không? Nhớ xong rồi phải làm. Làm có nghĩa là mình tụng, lặp đi lặp lại. Nhớ là một chuyện, mà rồi mình phải lặp đi lặp lại cái này để mình làm nữa, cho nên là niệm tụng, hay chúng ta thường gọi là tụng niệm. Mình có một quyển gọi là nghi thức tụng niệm. Đã, nghi thức tụng niệm là sao? Đây là những cái nghi thức đã soạn sẵn. Anh y theo đây, y theo cái nghi thức này nè. Anh tụng, tức là anh ca, anh sướng, anh trở lên. Nhưng mà anh phải nhớ nghĩ tới nó, làm tới nó thì công đức vô lượng. Cho nên 88 dù cho có 4.000 pháp tạng đi nữa cũng không ngoài bốn pháp này đâu. Và người nào mà thường nhớ bốn cái pháp này thì dụng công tí ít mà phước rất lớn. Bây giờ Đức Phật nói cái gì là bốn? Một là phải niệm tụng rằng, tức là phải thường nhớ nghĩ, nhắc nhở mình rằng các hạnh là vô thường. Các hạnh là vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt an vui. Bốn cái pháp, bốn pháp này lặp lại ha. Các hành vô thường, tất cả là khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt an vui. Mình tuần tự mình sẽ nói bốn cái này. Này Long Vương, ông phải biết đó gọi là bốn pháp thù thắng mà Đại Bồ Tát Pháp Trí Vô Tận sớm chứng vô sinh, mau đến viên tịch. Vậy nên các ông luôn nên niệm tụng. Bài kinh hết. Bây giờ bốn cái pháp này, tại sao gọi là các hành vô thường? Bởi vì nếu chúng ta không có thường quán cái vô thường, không có thường nghĩ suy vô thường, thì chúng ta chấp trước và đau khổ nhiều lắm. Giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Có cái anh đó, anh mù, anh đến nhà bạn chơi.
Khi ra về thì trời tối, thì người bạn mới thắp một cái đèn đưa cho anh. Anh mới nói trời ơi anh quên tôi mù sao, cái đèn đối với tôi nó vô nghĩa. Thì cái anh đưa cái đèn mới nói không, anh mù anh không cần đèn, nhưng anh cầm cái đèn để người khác thấy anh mà người ta không đụng vào anh. Anh đi hồi người khác đụng anh cái rầm, anh mới chửi anh mắng. Anh nói bộ anh đuôi sao không thấy. Nói dạ tôi không thấy tôi mới đụng. Nói vậy chứ tôi cầm cái đèn anh rõ sáng vậy mà anh cũng thấy. Nói dạ thưa anh cái đèn anh nó tắt từ lâu rồi. Phải không? Mình cầm cái đèn, mình biết mình mù mình không cần đèn, phải không? Nhưng mình cầm cái đèn mục đích là để người khác thấy mình mà khỏi đụng mình. Nhưng đâu có nghĩa là cây đèn đó nó cháy mãi đâu. Có khi gió thổi nó tắt. Mà một khi gió thổi nó tắt á, thì người ta tất sẽ đụng mình. Nếu mình hiểu rằng trên đời này không có cái gì nó thường, các hành là vô thường, thì mình không có buồn. Cây đèn đó anh mù anh không biết đèn nó sáng, anh chỉ nghe người ta nói thôi. Bởi vì cả đời anh đâu có thấy được ánh sáng đâu, cho nên anh mới nói rằng nếu anh hiểu, anh nghe người ta nói đèn là sáng, cái đó là cái nhận thức của người khác nói với anh. Anh chấp vào cái nhận thức đó đèn là sáng, mà anh quên một điều rằng sáng cũng có khi nó tối nếu nó bị tắt. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên mình phải hiểu ở ngoài biển có khi những cái đợt sóng nó lên, nhưng mà cũng có khi nó là sao, nó bình lặng, nó phẳng lặng, là bởi vì nếu không có gió. Như vậy thì đâu có cái gì nó ở yên chỗ đâu, không có cái gì hết trơn á. Quý vị thấy thí dụ như bây giờ mình ở cái xứ lạnh, thường đến tháng 11 là bắt đầu có tuyết có lạnh, đùng cái năm nay nó làm sao, tới tháng 1 rồi mà nó không có lạnh, nó cũng không tuyết bao nhiêu, rồi chỉ trước Tết một tuần nó mới cực lạnh, trừ tới 4 mấy độ âm, thí dụ vậy, phải không? Rồi cái mình nói thì mình expect, mình nghĩ rằng xứ này tháng 11 phải lạnh, nhưng mà không phải vậy đâu. Đời nó vô thường mà, đâu có cái gì lúc nào nó cũng thường như vậy, phải không? Có những cái nó thay đổi. Thì khi mình hiểu được sự việc nó thay đổi như vậy thì cái tâm của mình bắt đầu nó thả lỏng ra, nó không còn khổ đau chấp trước. Là tiếng Anh nó kêu là expectation. Mà thay vì mình expect tức là mình bắt buộc á, thì mình accept. Accept tức là mình chấp nhận. Thì tự nhiên khi mình accept được á, thì cái tâm hồn mình nó thoải mái ra. Đừng có nói chi ngay cả cái tình cảm cũng vậy. Đức Phật dạy không? Thân bất tịnh, tâm vô thường. Hôm nay nói lời thương tha thiết, ngày mai có thể thay lòng. Làm sao mình biết được cái chuyện đó? Bởi vì đâu có cái gì nó trường tồn đâu. Bản thân mình, ngay cả tâm thức mình, cảm nhận của mình nó cũng khác. Thí dụ như hồi đó mình chưa tiếp xúc với người kia, mình có cái cảm nhận là người đó xấu, không tốt. Nhưng khi mình có cơ hội mình tiếp xúc được với người đó, cái cảm nhận của mình về người đó nó khác. Rồi lâu nay mình nghĩ mình cảm nhận người đó rất tốt, nhưng khi mình tiếp xúc được với người đó thì mình cảm nhận ra người đó không tốt. Vì thì cái cảm nhận của mình, cái cảm xúc của mình nó có thường không? Không có. Cho nên Đức Phật cũng dạy nói cảm thọ đó. Tại sao trong Bát Nhã Tâm Kinh nó nói rằng sắc thọ tưởng hành thức cũng đều là không? Tại sao vậy? Là rõ ràng là cái sắc, là cái hình sắc, nó đâu có bao giờ nó ở yên đâu. Nó thay đổi luôn luôn. Mấy năm trước, bây giờ năm nay thưa đại chúng là 2012 này nè. 2012 này là Pháp Hòa về Hải Đức này đúng 10 năm nè. 10 năm trước tức là 2002 Pháp Hòa về đây. Bây giờ là 2012 là 10 năm rồi. Thay đổi. Phải không? Hồi xưa mình khỏe hơn, bây giờ mình yếu hơn. Ngày xưa 10 năm trước tôi gặp quý vị trẻ hơn, bây giờ quý vị thấy già hơn. Không có chối được. Còn ví dụ mà gặp nhau mà nói lúc này thấy anh rất là trẻ. Không,
Cái đó mình nói cho nó vui. Nhưng mà thật sự cái trẻ không phải ở cái gì, không phải ở cái sắc tướng, mà ở cái tâm hồn. Tâm hồn thì không có thai, thấy không? Vẫn còn trẻ. Tuy nhiên sự thật là hễ có hình tướng là sẽ có thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái pháp sanh trụ dị diệt. Sanh là nó sanh khởi, trụ là nó tạm ở, dị là nó thay đổi, đến một lúc nào đó nó diệt. Cho nên con người mình nó có sanh trụ dị diệt. Sự vật thì có thành trụ hoại không. Thành là nó hiện thành đó, như cái chùa này nè, năm 90 xây gọi là thành đó, 92, 93 khánh thành đi giờ là thành. Rồi bây giờ nó trụ giúp ta thay đổi, rồi đến một lúc nào đó nó cũ mục, nó phải diệt. Giống như mình vậy thôi. Giống như mình vậy đó. Ngày hôm qua có một đạo hữu kể Phú Hoàng nghe, đi sửa xe. Mà cái ông thợ sửa xe giờ ông cầm cái kèm á, ông mở cái bánh xe mở không nổi. Thì đạo hữu kia mới nói: "Cha, lúc này anh yếu rồi đó nghe." Anh nói: "Anh đừng nói vậy, bây giờ phải nói là lực bất tùng tâm." Lực bất tùng tâm có nghĩa là sao? Bây giờ cái sức lực của mình á, phải không? Không còn như cái tâm ý mình muốn nữa. Có phải không? Cho hồi đó có một bác mới viết cho bà, viết một bài thơ mà bà có cho bà đọc. Mà hồi nhỏ đó, cái hồi mình còn nhỏ còn trẻ đó, cái đầu của mình á, mình làm việc ít cho nên cái đầu mình nó còn trống nhiều chỗ lắm. Cho nên ai đưa cái gì đó là nó đi vô trong cái tàn thức đó dễ dàng. Thì cái bài thơ bà đưa cho Pháp Hòa đọc, đọc con lần rồi nhớ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cái đó là rõ ràng lực bất tùng tâm, phải không? Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Tức là mình vẫn nói với mọi người, tâm hồn của mình còn trẻ còn khỏe, nhưng mà sức lực thì không còn. Lực bất tùng tâm, phải không? Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có nhiều khi cuộc sống của mình, cuộc sống nào nhớ không em, cuộc sống đời vừa đi đã mỏi. Nhiều khi cuộc đời này nó vừa đi là đã thấy nó quải rồi. Thí dụ Pháp Hòa nói ở đời cũng vậy, mình làm gì cũng vậy, mình phải có cái bền chí. Còn không thì cái mới đầu sạc vô là mình thấy quá trời công việc, cái mình quải, mình muốn bỏ cuộc rồi. Cho nên mình quán vô thường để làm gì? Quán vô thường không phải để khổ, mà quán vô thường để mình sống, mình an vui với từng giây phút mình có. Cho nên á, mình phải biết á, cái đèn á, nó giống như một cái tri thức. Mà tri thức, nhận thức của người ta đó, mà bây giờ mình lấy cái đó đó, mình cũng nhận thức giống người ta chưa chắc. Tại vì nó thay đổi. Nó thay đổi. Có bao giờ mà cái nhận thức nào của mình mà nó ở im? Hôm nay mình nhận thức khác, ngày mai mình đã nhận thức khác. Cho nên mình mới thấy cái vô thường. Bây giờ vô thường ở bên ngoài, vô thường ở bên trong, vô thường về cảm thọ, về tâm thức. Vô thường bên ngoài là mình thấy rõ ràng hình tướng sắc thái. Thí dụ như bây giờ Regina bây giờ là bắt đầu phát triển, nghe nói người Phi bây giờ để về đây rất là đông, người Hoa bây giờ về đây cũng rất đông. Ở trường đại học nghe nói là bây giờ là sinh viên Trung Quốc không cả ngàn người. Họ cũng có những tờ báo riêng của họ, thí dụ vậy. Chứ hồi xưa mình thấy Regina nó buồn, bây giờ mình thấy Regina bắt đầu nó nhộn nhịp lên, đi vòng vòng thấy rất là nhiều những cái tòa nhà bắt đầu đang xây dựng lên. Có cái gì thường đó, phải không? Thành thử ra mình hiểu được cái vô thường như vậy. Nhưng rồi mình cũng thấy mình nó có hai cách quán chiếu. Có nhiều người người ta quán vô thường để người ta nhận được những cái hiện thực người ta đang có. Và đồng thời mình cũng phải cảm ơn vô thường. Tại vì nếu mà không có vô thường thì không có cái sự sống như ngày hôm nay. Thí dụ nếu mà không có vô thường là ngày qua ngày thì làm gì có hết năm, hết tháng, hết ngày. Còn cái người nào khổ, họ khổ hoài sao? Phải không? Người nào vui, cứ vui hoài sao? Phải không? Cho nên nhờ có vô thường, cho nên đừng có lụy, đừng có khổ quá sức. Thì hôm nay mình khổ, nhưng mà đừng có dậm chân ở đó. Mình biết với cái ý chí của mình có thể vượt qua tất cả.
Khi mình hiểu được như vậy, cái vô thường nó là cái thay đổi của thời gian, cái thay đổi của con người. Có nhiều khi á, cái người đó mình thấy họ xấu, nhưng mà đừng có lo. Với cái tâm niệm an lành của mình cứ sống chân thật, và bên cạnh đó mình có niềm tin cho vững chãi nơi Phật Pháp, nơi sự tu tập của mình, biết đâu chừng mình cảm hóa được người đó. Và khi nghiệp lực của cái nghiệp của mình nó hết, cái nợ của mình nó hết, cái tự nhiên mình cảm hóa được người đó. Trong cuộc sống này á, mình gặp nhau á, mình nói thương, mình nói này nói kia vậy, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái nghiệp duyên. Cho nên gặp nhau chưa chắc hẳn 100% là thiện duyên đâu. Có nhiều khi nó là nghịch duyên, nó là ác duyên, nó làm khổ nhau từ ngày đầu cho đến khi nào nghiệp nó hết cái thì tự nhiên không còn có những cái ràng buộc đó nữa. Cho nên mình hiểu vô thường, niệm vô thường. Cho nên khi mình niệm được cái vô thường, cái tâm tư mình nó tự tại, cái gì nó cũng đến rồi nó cũng đi. Cái thứ hai á, trong kinh nói á, là tất cả đều khổ. Chữ khổ đây á, nó có nghĩa là thật ra cái tướng đó, cái hình thức đó nó không có khổ gì, do mình nhận thức thôi. Mình nhận thức sai lầm thì mình đâm ra nó khổ. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, cái già nó sự thật mà, cho nên cái già nó đâu có gì, bản chất nó không có gì khổ hết á, nhưng mình không chấp nhận được già thì mình khổ. Rồi bây giờ á, cái người con người, tâm tánh con người nó có thay đổi tùy theo cái cảnh duyên. Thậm chí Pháp Hòa nói ví dụ bản thân mình cũng vậy, nhiều khi mình định á, mở tivi coi độ, tức là sáng ngủ dậy coi coi độ, coi hôm nay sáng mấy độ để mình biết mình ăn bận cho nó ấm. Tự nhiên bật lên cái sẵn cái tay cái nó thôi để điên vòng coi có chương trình gì không. Cái thì điên vòng cái thấy có cái đài cái nào hay quá cái làm sao, ngồi lại đó coi xuống mà quên cái bếp đang hâm đang nấu gì đó. Cái này Pháp Hòa bị rồi. Pháp Hòa kể để chúng nghe, hồi đó lúc đó Pháp Hòa còn đi học, chưa đi xuất gia, ở Việt Nam mới qua. Cái sáng hôm đó bắt chảo lên định chiên trứng gà ăn bánh mì đó, ăn sáng đó. Bắt cái chảo lên rồi đổ dầu vô rồi cái đi ra coi tivi. Cái lúc đó phim hoạt họa nó chiếu cái tuồng, nó chiếu cái hoạt họa Tommy and Jerry đó, quý vị nhớ con chuột chứ không? Một cái thời đó, cái thời 86, 87 là cái phim hoạt họa đó mà nó ăn tiền lắm. Trời ơi, ngồi coi mê ly vậy. Cái coi hồi cái sao nghe cái gì nó cháy, nó khét khét vậy, chạy vô thì thấy lửa, nó áp lên cái chảo. Bởi vì mình đổ dầu vô rồi, nó phừng phực vậy nè. Thì Pháp Hòa quảng hồn, quảng nhiên, biết sao, cầm nguyên cái chổi thổi chứ. Thì quý biết vừa thổi cái thì cái tạ lửa đó nó táp lên đầu. Mà lúc đó mình chưa cạo đầu ấy, cho nên nó còn tóc. Thì nó táp lên cái Pháp Hòa quảng hồn, Pháp Hòa mới lấy cái tay và phủi xuống cái nó rụng mớ vô chảo. Thì mình mới thấy cái xong thì, tại thì không bao lâu, mấy tháng sau là Pháp Hòa đi xuất gia. Thì Pháp Hòa mới nói á, chắc cái triệu chứng lửa cháy trên đầu phủi liền. Mà đúng như cái câu kinh đó, cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Thì ở đây mình nói á, mình nói cái vấn đề mà gọi là khổ đó. Khổ là tại vì mình thấy được cái thật của nó thì nó không có làm mình quá khổ, có thể chút xíu thôi. Tại vì cuộc đời này sự thật là khổ, nhưng mà khổ từ đâu, mình chấp nhận nó thì nó dễ chút, mình không chấp nhận thì mình khổ. Cho nên á, tất cả đều là khổ. Khổ là tại vì á, nó thay đổi mình không chấp nhận, thấy không? Ví dụ như bây giờ cái thân của mình nó đâu có bao giờ nó ở yên, nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè. Nó có bao giờ nó cho mình hẹn đâu, nó để tôi đi chùa về rồi hả bệnh không? Không có. Cho cái thân này nó không có cho mình cái cơ hội để mình trì hoãn việc gì hết. Người xưa người ta còn nói Diêm Vương đã định canh ba chết, chẳng để người nào hẹn năm canh.
Tức là nếu mà mình đã tới cái lúc phải đi rồi, đâu có nói để canh năm rồi đi đâu, không có. Phải không? Nhiều khi còn thiếu một chén thuốc nữa, nó cũng bắt uống vô rồi cũng chán, mà cũng ráng uống một chén đó nữa. Phải không? Thì nói như vậy để chúng ta thấy cái khổ là do mình không có nhận được cái sự thật đó, rồi chúng ta buồn phiền lụy khổ theo nó. Rồi cái tầng độ khổ nó tùy theo mỗi người. Cho nên Phật mới nói thường quán. Thí dụ mình thấy không? Thương mà xa cũng khổ, ghét mà gặp cũng khổ, muốn mà không được cũng khổ. Đó, muốn mà không được cũng khổ. Rồi mình muốn trẻ mà nó cứ già cũng khổ. Cho nên hồi xưa các bà hoàng hậu, các bà vua bác, những cái bà mà giàu có, những cái người hầu mà chải đầu cho các bà đó, là không bao giờ dám để cho các vị đó thấy sợ tóc bạc. Thấy là phải giấu liền, tại vì họ thấy tóc bạc thì họ bực bội, thì mình cũng khổ thân. Cho nên mình giấu cái khổ, mình giấu cái vô thường của họ để mình đỡ lụy cái thân. Vì mình là người hầu mà, họ muốn mắng chửi đánh đập mình lúc nào cũng được. Cho nên khi mà chải đầu mà thấy sợi tóc bạc của họ thì lập tức cất cái sợi tóc bạc đó đi, không có dám để họ thấy. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được khổ, ghét gặp khổ, thương mà không được khổ, không được gần cũng khổ. Cho nên rồi á, người ta có một cái phát nguyện. Ta thấy ở cõi đời này á, cái gì nó cũng có cái mầm mống của khổ trong đó. Thí dụ giàu quá cũng khổ, tại giàu quá cũng không đi đâu được hết, sợ mất. Ví dụ bây giờ mình muốn đi một chiếc xe mà nó láng quá cũng khổ, tại sợ nó trầy. Đi tới đâu mà quẹo vô cũng lựa chỗ nào rộng rộng chứ. Chật quá cũng không dám, tại vì sợ nó trầy. Mà mỗi lần mà đi đâu mà ra cái phải đi vòng, coi nãy giờ có ai có ai hit and run không? Có ai đụng rồi chạy không? Thấy không? Cho nên đó rồi, nghèo quá cũng khổ, tại nghèo quá thì phải lo miếng cơm manh áo. Cho nên Phật mới dạy chúng ta trung bình là tốt, ở trung đạo là tốt, có ăn có mặc bình thường là tốt, tri túc là tốt. Trong kinh kể có một cái anh đó, ảnh là một nông dân, ngày ngày cuốc đất trồng khoai và tâm hồn ảnh thoải mái vui vẻ với mọi người. Một hôm anh đào được cái trong đất của anh lên một cái tượng bằng sáng, thì anh mới không biết cái này là cái tượng gì, anh mới đem đi cho thợ vàng, người ta kiểm nhận thì người ta mới nói với anh cái tượng này là bằng vàng 24, mà đây là một trong 18 La Hán. Đây là một trong 18 La Hán, thì anh nghĩ rằng á, một ông La Hán mà nằm đây thì chắc hẳn 17 ông còn nữa. Cho nên á, là bắt đầu anh cuốc hết cái miếng đất ở giường anh lên, anh cố tìm cho được 17 ông, nhưng mà khổ nổi 17 ông kia không có. Và từ đó về sau thì cái anh nông phu này á, hồi xưa anh nghèo mà anh dễ thương, bây giờ nghèo vẫn nghèo mà thấy ghét lắm. Tại sao biết không? Vì cứ quậu quọ, vì tìm không được 17 tượng kia, mà trong lòng thì nghĩ rằng ta giàu lắm, tại ta còn 17 tượng nữa. Thấy không? Thành thử ra người ta mới nói á, người mà biết đủ, phải không, thì vui. Tâm biết đủ là lúc nào cũng có cái an lạc, cái vui. Còn mình không biết đủ, mình sống mà không có thấy nó đủ thì là mình khổ. Cho nên á, thật ra mình phải hiểu rằng sự vật sự việc trên đời này nó là như vậy đó, nó là như nhiên như vậy đó. Cho nên chúng ta mới gọi là Như Lai đó. Như là như như vậy, lai là nó đến nó đi, nó đến nó đi, nhưng mà lòng thì cứ bất thay đổi, không có thay đổi. Rồi người ta còn hiểu Như Lai là gì? Như Lai là như vậy mà đến thì cũng như vậy mà đi. Thí dụ như Đức Thế Tôn, như vậy mà đến có nghĩa là Ngài vẫn đến như chúng ta. Ngài vẫn sanh như ở cha mẹ, Ngài vẫn là một đứa nhỏ, Ngài lớn lên, rồi Ngài học, Ngài hành, Ngài cũng có gia đình, rồi Ngài đi tu, rồi đến khi Ngài già, Ngài bệnh, rồi Ngài cũng mất như chúng ta. Cho nên Ngài đi, Ngài đến như vậy, rồi Ngài cũng đi như vậy, cho nên chúng ta gọi Ngài là Như Lai. Không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cái khác của Ngài là Ngài đến đi trong tự tại, trong thông dấu. Cho nên cái khác giữa phàm với thánh là gì? Người thánh
Người ta là gì? Người ta là sanh tử an nhiên tự tại. Còn mình thì sanh tử bì lao. Bì lao là khổ cực. Một lần sanh cũng khổ. Thấy không? Có ai nói sanh không khổ không? Người nào sanh cũng khổ. Sanh là phải đau, phải đớn. Cho nên người Trung Hoa đó, cái ngày mà chúng ta sanh ra đó, chúng ta gọi là sinh nhật á, gọi là sanh nhật phải không? Đúng cái chữ của Trung Hoa gọi là mẫu nan nhật. Ngày người mẹ khó khăn nhất, mẫu nan. Quý vị hiểu chữ đó không? Mẫu nan có người là ngày. Cho nên cái ngày mà chúng ta gọi là hôm nay tôi vui vì ngày sinh nhật của tôi đó, nếu mình tư duy cho kỹ thì phải ngày đó mình phải nói là ngày đó là ngày mẫu nan. Mẫu nan là cái ngày này nè, của 10 năm trước, của 20 năm trước, của 30 năm trước, mẹ tôi khổ lắm, đau đớn lắm để sanh tôi ra. Cho nên đó, có một em Phật tử nó rất là hay. Đến ngày sinh nhật của nó đó, nó đi mua một món quà nó tặng cho mẹ, thay vì mẹ hay ba phải mua quà tặng cho nó. Thì nó nói với Pháp Hòa là con tặng gì? Ngày đó con biết ơn mẹ con đã khổ cực, đau đớn để sanh con ra. Cho nên hôm nay con được như vậy là con nhớ ơn mẹ con mua quà con tặng. Quý vị thấy không? Cho cái người mà có khi mình nói làm chuyện ngược đời, mình sinh nhật ta phải tặng cho mình chứ tại sao mình tặng người ta? Đó là mình đi theo cái tri thức bình thường. Còn cái người trí tuệ nó đi khác. Phải không? Cho nên mới có câu đó, thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống. Phải không? Thiền quang minh rạng bóng soi đời. Tại vì mình đi theo cái tri thức bình thường. Giống như là trời mưa gì? Trời mưa bông bóng bập bồng gì? Không phải cái câu trời mưa gì con gái có chồng đàn ông có vợ đó. Cái câu đầu là gì? Tập tầm dông hả? Cây châm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Mình đi theo cái đó, mình đi theo cái bình thường đó. Cái đó là đi theo cái bình thường. Giống như cái anh chàng kia vậy, bị người ta nghe người ta nói cái đèn là sáng cho người khác ấy, thì anh không có biết rằng biết thêm cái bước nữa là đèn nó làm sao nó có thể tắt. Cho nên là mình mới nói rằng á, gái lớn lên phải có chồng dạy gì mà khóc nín đi không. Cái cô kia cổ thấy được cái bản chất của nó, phải không? Cho nên cổ sao cổ khóc. Còn mình bây giờ mình thấy phải như vậy, đúng vậy mới gọi là có bài bản. Nhưng mà mình đâu có biết. Hồi xưa có một cái bà đó, cái cô đó cô ở trong xóm làng, cô không có gia đình. Cái người ta mới nói chắc nó vô duyên cho nên không ai thèm cưới. Cái thì cổ mới đi cố gắng cổ làm sao để cổ kiếm được tấm chồng. Rồi kiếm được tấm chồng thì cổ thấy chị em của cổ sanh nở cực khổ quá, rồi nó lớn lên nuôi nó lì, nó không nghe lời. Cái cổ mới không thèm có con. Cái người ta nói bởi vậy người ta nói mà cây độc có trái, gái độc không con. Chắc nhờ cái cô này cô độc lắm không có con. Cây cổ mới ráng cô sanh. Sanh ra cái một bầy cái lo tối ngày lo con, cái thì đầu tắt mặt tối, đầu tóc cho bơm vậy không. Cái ông chồng thấy xấu ông chán. Ông chán cái ông đi ra ngoài ông quen biết người khác, cái về mách bả nghe, cái bả nói thôi thôi tôi giờ tôi bận lo con lo cái cho tôi không có. Thì giờ nó lo mấy chuyện đó, cái nó vậy nhỏ này không phải người, nó biết ghen. Cái bắt đầu cũng tập đi ghen với người ta. Tập đi ghen với người ta rồi cái không biết đánh ghen, cái rủ mấy bà hàng xóm đi đánh phụ. Rồi cái thì đi vô đồn vô bót được. Thì những cái câu chuyện như vậy để nó nói lên rằng chúng ta thường sống đi theo cái những cái gì mà người ta thúc đẩy mình, mà bản thân mình không có thấy được mình đang làm cái gì, mình đang ở trong cái gốc khổ mình không biết. Thấy không? Thì mình thấy như vậy, mình thấy như vậy để rồi mình nhận biết. Nếu mà cái gì mà nó thay đổi mình không chấp nhận được, vốn nó cái thay đổi đã là một cái khổ rồi, mà anh không chấp nhận được nó nữa là hai khổ, hai cái khổ. Cho nên mình phải thấy Đức Phật dạy, thật ra những cái này nó không có gì nó gọi là nó cao hết á. Nó là cái sự việc nhan nhản trong đời sống hàng ngày của mình, nhưng mà mình thường tư duy nó thì nó đến hay là nó đi mình vẫn biết rất rõ, mà tâm mình an nhàn. Tâm mình an nhàn.
Quý vị thấy giống như ở trong, bây giờ mình có tiền trong túi đi. Bây giờ mình có tiền trong túi thì mình nói là tiền của tôi. Nhưng mà thật sự nếu mình quán niệm kỹ thì tiền bạc nó là của năm nhà, không có thật của mình. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài thuộc ngũ gia là gì? Là tiền của nó thuộc của năm nhà. Thứ nhất, nước trôi. Hai là lửa cháy. Ba là con phá. Bốn là nhà nước tịch thu. Năm là giặc cướp. Thì quý vị nghĩ coi, trong năm cái tiền tài của cải mình có đó, nó phải rơi trong một trong năm cái này. Quý vị thấy đất nước Nhật Bổn không? Một cái đảo thôi mà dân người ta có thể chế tác rất nhiều những cái điện tử, những cái hay ho làm giàu lên đất nước. Nhưng chỉ trong một ngày thôi, chỉ trong một ngày thôi, nước trôi, lửa cháy mà tan hoang hết. Rồi quý vị thấy 2001 ở đất nước Mỹ đó, ở New York đó, chỉ trong một buổi sáng thôi, phải không? Mà nó ảnh hưởng biết bao nhiêu cho đến bây giờ. Thì như vậy rõ ràng có cái gì mà nó kiên cố như hai cái nhà World Trade của Mỹ không? Đó, nhưng mà ngay cả những chiếc tàu mà mình gọi là không, nghĩa là muốn dời nó thì cả một vấn đề, vậy mà sóng thần có thể đưa chiếc tàu đó nằm ở trên những cái building. Bây giờ chụp hình mình thấy đó, rồi nó trôi vô, nó nằm lơ lửng ở trên những cái nóc nhà, dễ sợ như vậy. Thì rõ ràng có cái gì nó trường tồn đó. Cho nên bây giờ mình gặp cái người đó, thương hồi đó mình sao thương mình, dễ thương với mình, bây giờ không còn thương mình nữa, cứ bình thường. Tại vì hồi trước kia mình cũng có ai thương đâu. Thì mình cũng bình thường. Rồi bây giờ mình may mắn được người thương, phải không? Nó hơi lạ lạ chút vậy. Rồi cái tâm hồn của mình nó lạ lạ, không gặp thì tự nhiên nó nhói nhói, rồi gặp rồi nó thình thịch. Nó lạ lạ vậy. Nhưng mà rồi bây giờ không có nữa cũng bình thường. Cho nên mình phải tập. Đại chúng có nhớ kỳ trước và kể đại chúng nghe đó, có đôi khi tự bản thân mình phải quán. Hồi trước mình không có cái phone tay, mình bình thường. Bây giờ có cái phone tay rồi, lúc nào mình cũng phải có. Cái bắt đầu khi mà nó reo quá, cái mình nói trời ơi, tôi không có một phút giây nào nghỉ ngơi được hết, còn kiếm hoài kiếm quỷ. Cái thì hôm đó không ai gọi, cái mình dở cái phone, mình đẩy tới đây luôn, nó có hư không? Mình gõ tới gõ luôn, nó hư không? Như vậy rõ ràng không? Không ai gọi thì mình cứ tưởng là cái phone nó hư, mình mới cầm cái phone khác mình bấm coi nó có reo không. Như vậy rõ ràng mình ít khi nào mình sống được với cái trạng thái bình thường. Khi có ai reo thì anh có cell phone thì người ta phải reo, mà người ta reo quá thì anh bực bội, anh buồn phiền, mà không ai reo thì anh kiếm anh reo. Cho nên rồi mình mới thấy mình sống đủ thứ, rồi tự tạo cho mình một cái khổ, một cái áp lực. Không có thì khó chịu, có rồi thì complain. Không, mà không có bắt đầu kiếm. Hồi trưa Pháp Hòa có nói với một nhóm các bác sĩ, các vị ngồi chơi đó, Pháp Hòa mới nói đó, chính vì vậy mà nhà Phật mới chỉ chúng ta sống, tìm một cách sống cho bình thường. Lâu lâu quý vị tắt phone đi, một ngày thử quý vị không tiếp cái cell phone. Đâu có chết một tay người ta nào đó. Nói theo miền Tây nó vậy đó. Không chết một tay người ta nào hết trơn á. Có sao hết á. Mấy đứa nhỏ nó, mấy Phật tử, mấy đứa nhỏ nhỏ nó kiếm nó hoài hoài, nó kiếm được cái nó mới nói trời ơi thầy ơi, con nói chuyện với ông Obama mấy lần rồi đó mà chưa được một lần nói chuyện với thầy nữa. Cái rồi nói cũng dễ hiểu thôi, tại Obama có thư ký, còn thầy không có thư ký, thử nhiều việc phải làm. Cho nên đôi khi mình phải tập. Pháp Hòa nhớ năm 2000, Tổng thống Bill Clinton có kêu gọi một buổi hội thảo với các nhà lãnh đạo tâm linh thế giới. Thì trong đó có một vị thầy người Việt của chúng ta. Thì Ngài có lên cái buổi hội thảo đó và Ngài có phát biểu. Và trong cái lời phát biểu của Ngài là Ngài có kêu gọi là chúng ta một ngày không sử dụng xe hơi. No car day. Thì quý vị cứ tưởng tượng một ngày mà thí dụ như
100 người không sử dụng xe thì mình sẽ save bao nhiêu lít xăng, mình sẽ save được bao nhiêu những khói xăng nó đào thải ra để nó làm ô nhiễm cái môi trường. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái đóng góp của mình nó nhỏ, không có đâu, đóng góp lớn lắm. Mình là một với đất nước, mình là một với cái môi trường sống, không có ai hơn ai. Chờ hồi trưa Pháp Hòa mới nói rồng bay phượng múa là vậy đó. Có con rồng á, nó có cái đẹp, nó có cái dũng của con rồng, nhưng mà con phượng nó có cái lả lướt của con phượng. Mỗi con nó có một cái nét đẹp thù thắng của nó. Con rồng thì bay, con phượng thì múa. Cho nên không có cái gì gọi là ai hơn ai hết. Cũng giống như mình là một Phật tử thì mình hành xử theo một cái tinh thần của Phật tử. Đừng có tính cái chuyện xử như vậy người ta nghĩ mình dại, người ta nghĩ không có. Trên đời này không có cái gì thật khôn mà cũng gì thật dại. Quý vị tìm lại cái bài thơ Khôn Dại của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm quý vị đọc. Trên đời có dại mới có khôn. Phải không? Gần nhiều khi cái khôn mình nghĩ hóa ra là cái dại. À thì ra cái dại chính là khôn. Có nhiều khi những cái mình nghĩ mình dại nhưng mà thật sự cái dại đó với cái nhìn bình thường thôi, nhưng mà cái người đó là cái người biết tạo phước tạo đức để mà tích lũy cho mình sau này. Cho nhiều khi người nhìn nó bình thường đó là dại, mà thật sự đó là người khôn, bởi vì sống mà không có bị tổn cái phước cái đức. Cho nên Pháp Hòa thấy thí dụ mình sử dụng hàng ngày cũng vậy, mình nên sử dụng. Khi nào kẹt lắm, đói đế lắm mình mới sử dụng tới những cái chén giấy, dĩa giấy. Còn nếu mà một cái cộng đồng không có lớn đó, mình sử dụng được cái chén, cái dĩa mà rồi mình ăn rồi mình rửa lại đó thì rất là tốt. Tại vì như vậy nó sẽ đỡ đi một cái môi trường. Quý vị biết ở bên Pháp Hòa mới vừa nghe nói Tết năm nay thì Phật tử Việt Nam có gọi phone chúc Tết, thì quý vị cũng có kể Pháp Hòa nghe. Ở bên Việt Nam bao ni lông năm nay tăng giá, tại vì người ta xài nhiều quá, recycle không kịp thì khan hiếm, mà bỏ rác ra ngoài nó cũng đâu có tiêu, nó lâu lắm, cho người phải tăng giá như vậy để người ta giảm lại cái xài. Hồi đó Việt Nam mình nghèo đó, quý vị nhớ mình đi chợ mình mua một bịch chè về, cái mình mở ra mình ăn rồi cái sợi dây thun á, mình cũng kiếm cái cây đó mình bóc nó lên, rồi cái bịch đó mình rửa lại, cái mình móc của mấy cây chổi á, mình phơi cho cái bao ni lông đó, nó khô rồi mình sử dụng lại. Cái hồi nghèo nó như vậy, một cái thùng nước để mà xách nước nó lủng á, mình lấy chai á nhồi với dầu lửa, phải không, rồi mình trét, trời ơi có nhiều chiếc ghe coi nó nát hết rồi mà lên trên đó thấy chai chét đầy hết mà vẫn sử dụng được. Cho nên hồi xưa tại sao các cụ mình á lớn tuổi mà sống khỏe mà trí nhớ minh mẫn là tại vì ít chemical. Còn bây giờ mình quá nhiều chemical thì nó giảm đi cái trí nhớ của mình. Người của mình nó quá nhiều những cái hóa chất ở trong người thì mình bệnh hoạn nó nhiều. Mà các bác sĩ bây giờ họ cũng chứng minh điều đó. Không, thành thử ra người ta mới vừa rồi người ta mới thí nghiệm đó, đem hai con chuột. Một con chuột á bệnh giống nhau mà một con chuột ăn thịt và một con chuột ăn rau. Thì cái con chuột ăn rau dễ chữa bệnh hơn cái con chuột ăn thịt. Thành thử ra bây giờ mình cũng vậy. Mình ăn rau, mình ăn đậu, mình ăn món ăn lành mạnh nhiều thì mình cũng dễ dàng, cái bệnh tật của mình cũng ít. Mà nếu có đi nữa mình chữa nó cũng lành, nó cũng mau hơn. Thì nói về hồi nãy giờ Pháp Hòa mới nói là Đức Phật dạy về vấn đề vô thường, về khổ. Khổ là tại vì anh không có biết tạo một cái môi trường. Cho nên anh mỗi khi mình sống mình không có cần làm gì nhiều đâu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, mình nói là vấn đề trời gia đình này sao nó cứ gây hoài khổ quá. Là tại vì những cái chút chút mình không làm để cho nó thành ra cái to lớn rồi nó mới gây chuyện. Thí dụ như giờ mình đi học về, tháo đôi giày ra thì cầm đôi giày để trên cái kệ, rồi đi đâu về có cái áo mà máng lên đi, uống con ly sữa ly nước rồi thì rửa đi. Mình có cái ly nhỏ mà không rửa cứ để đầy sinh, rồi cái rửa nó trời sao nhiều quá, rửa khổ. Là tại vì mình không có chịu chữa nó từ cái chút chút.
Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, nó khổ đau lớn là tại vì mình không có chịu chữa nó ngay từ cái buổi đầu. Là phải Đức Phật mới nói chư hành vô thường, tất cả đều khổ. Bây giờ các pháp nó vô ngã, điều thứ ba phải quan niệm. Các pháp vô ngã là gì? Là tất cả sự vật sự việc trên đời này á, nó không có cái thực ngã. Mà tại vì mình không biết, mình cho nó là thiệt, nó có cái ngã thiệt. Ví dụ mình chấp nữa, chấp mình là thiệt, rồi chấp ngã. Cái này của tôi à, nghe, của tôi là chấp pháp. Quý vị để ý coi, trong đời này chấp của mình, chấp mình rồi chấp của mình. Cho nên cái gì cũng muốn ôm của mình hết á, không có muốn, không có thấy mình là đại đồng. À, chuyện có kể, chuyện thiền. Con cái chú tiểu đó, sau một bữa làm việc mệt, cái chú lăn ra trên chánh điện chú ngủ. Thì trong cái giấc mơ chú ngủ á, chú mới thấy bàn tay của chú năm ngón nó tranh với nhau. Ngón cái nó mới nói là trong năm ngón tôi là nhất. Tại vì mấy anh đồng ý không? Mấy anh để ý coi, nếu muốn khen ai số 1 á thì ngón cái nó đưa lên. Thấy không? Số 1. Trên cái ngón cái này tiếng Tàu kêu là cự phách. Cự là lớn, phách là ngón này này. Cho cự phách là, cho nên muốn khen người đó số 1, anh rất là cự phách. Thấy không? Thì cái giờ cái anh, cái ngón tay cái á, nó mới dành công, nó nói là tôi là lớn nhất. Tại vì ở trên đời này người ta muốn khen ai số 1 thì ta đưa ngón này. Cái ngón trỏ nó mới nói mấy anh đó, trật hết, tôi mới số 1 nè. Tại vì tôi là người lãnh đạo, là người chỉ huy. Mấy anh để ý coi, mỗi lần muốn biểu ai làm gì thì cái ngón này đưa lên, nhớ nghe không, làm này nghe không, không làm nọ nghe không, thì cái ngón này ngón gì, ngón chỉ huy, trên tôi là số 1. Hai ngón rồi không, nó dành không, ngón giữa nó mới nói mấy anh cũng không bằng tôi mới là lớn nhất. Bây giờ thử mấy anh đưa bàn tay coi, ngón của tôi là ngón cao nhất, cho nên lỡ trời mà có sập tôi là người chống đỡ chứ gì nữa. Khó phải không? Ngón giữa nó nói vậy. Thì cái ngón giữa nó dành nó trên. Thì cái anh mà áp út á, ổng nó trật lất. Đời người á, cái gì quan trọng, cái sự kiện gì xảy ra quan trọng nhất trong đời người, đó là đêm đám cưới. À, mà cái buổi đám cưới á, để chứng minh cái quan trọng đó là gì, phải đeo nhẫn. Sự kiện quan trọng của cái ngày cưới đó là cái ngày, cái giờ phút đeo nhẫn. Cho nên có ai đeo chiếc nhẫn vô mấy ngón của anh không? Đeo vô ngón của tôi. Tôi là phải lớn, tôi phải quan trọng. Tôi phải quan trọng. Thì cái anh Út nè mới nói, các anh nói với tôi nghe, chơi cho vui vậy, chứ anh có nhầm nhò gì phải không? Tôi mới lớn nè, tuy rằng tôi nhỏ mà tôi lớn. Bây giờ mấy anh thử chắp tay lại tôi coi, chắp lại. Khi mà chắp tay mà lễ Phật á, ai gần Phật nhất? Tôi. Thì quý vị thấy không? Thì quý vị chắp tay mày thì Phật ở đây phải không? Thì cái ngón này nó gần Phật đó, thấy anh mấy không? Tuy rằng tôi nhỏ nhất bây giờ, nhưng mà khi mà chấp tài lễ Phật, tôi là người gần Bồ Tát, gần Phật nhất, cho mấy anh ra chỗ khác ngồi chơi. Thì hai anh cả, năm anh cãi qua cãi lại một hồi á, thì cái anh chú tiểu giật mình. Giật mình thì ra là giấc kim bao. Anh mới đưa bàn tay lên, anh co năm ngón tay lại. Anh nói, nó chỉ là một thôi mà. Cho quý vị mới thấy, dù mình có tranh hơn, tranh thua, tranh sáng, tranh tối, tranh cao, tranh thấp, thì mình cũng ở chung một môi trường. Chúng ta cũng thế. Quý vị có giàu hay là nghèo, đẹp hay xấu, cao hay lùn, mập hay ốm, trắng hay đen, thì mình cũng ở trong một môi trường sống. Mình cũng đều là Phật tử với nhau. Cho nên không có cái chuyện ai hơn ai hết, phải không? Mà chẳng qua là tướng thể dụng nó có khác, nhưng mà nó đều là làm lợi cho mọi người. Bây giờ Pháp Hòa không biết nấu ăn, nhưng Pháp Hòa biết tụng kinh, thì Pháp Hòa cũng có cái vị trí quan trọng của Pháp Hòa. Quý chú không biết nấu ăn mà quý chú biết dọn dẹp, biết rửa chén, thì quý chú cũng có cái vị trí quan trọng của quý chú.
Ông hải nguyện không làm gì, tối ngày ông cứ xách máy đi vòng vòng thôi. Không, nhưng mà không có ổng thì mình không có hình đẹp, không có những cái ghi nhận tốt, thí dụ vậy. Cho nên thấy được như vậy thì mình mới thấy rằng chúng ta là đại đồng và chúng ta là vô ngã. Vô ngã là chúng ta không có cái ta, mà nhờ tất cả mọi người nuôi mình. Thí dụ bây giờ á, chụp hình nhưng mà cũng phải ăn, cho nên rồi cũng phải nhờ mấy cô. Như mấy cô nấu nhưng cũng phải có người phụ, phải có người rửa, người sắt. Cho nên cái người nấu chính cũng phải nhờ mấy người nấu phụ. Cho nên dù chỉ là lặt rau, rửa chén, nhưng cũng có cái vị trí của họ. Cho hồi trưa Pháp Hòa mới nói, cái rồng bay phượng múa đây có nghĩa là không có ai tranh giành với ai hết, mà ai cũng có cái vị trí đặc biệt của rồng, của phượng hết. Ở đây cũng vậy. Khi chúng ta sống được với cái đạo lý vô ngã, có phải chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có được cái gì? Cũng có tình thương với tất cả mọi người không? Mình ta không là gì mà ta là tất cả. Hồi trưa Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, bất cứ việc gì mình làm, cứ vì Tam Bảo mà làm thôi, thương Tam Bảo mà làm. Mình không có vì bất cứ một cái danh lợi quyền chức nào để làm hết. Thì như vậy mình không cần cái danh đó, cho nên mình đến mình làm an nhiên thoải mái. Mà trong nhà Phật hay ví dụ, cái trạng thái đó là trạng thái của vắng lặng, của niết bàn. Cho nên cái thứ tư mà quán niệm là gì? Tịch diệt là niết bàn. Tịch diệt là gì? Chữ tịch có nghĩa là vắng lặng. Chữ diệt đây là diệt độ, vắng lặng và sạch đi những cái lợn cợn của phiền não. Cho nên ngay lúc đó là niết bàn. Quý vị mới thấy những cái cảm thọ của mình nó đâu có ở yên đâu. Thí dụ nha, mình giờ hồi trưa này á, trời lạnh chứ mình cảm thọ lạnh, lát cái mình cảm thọ nóng, cái cảm thọ nó đâu có ở yên, phải không? Ăn mà no quá cái cảm thọ no, mà không ăn cái cảm thọ đói, mà ăn vô rồi cái bắt đầu nó no. Cho nên cái cảm thọ đó nó cũng thay đổi. Cho nên từ cái buồn, cái vui cũng là cảm thọ của mình đó, nó vô thường. Cho nên á, mình không thấy được cái đạo lý vô ngã thì cái khổ nó nằm ngay đó. Lúc nào mình cũng chấp hết á, tôi phải ngồi đây mới đúng nè, tại vì tôi là Bồ Tát giới, tôi cao hơn anh Thập Thiện, tôi cao hơn anh Ngũ Giới, tôi phải ngồi đây. Sai rồi. Mình càng là Bồ Tát thì mình phải càng nhường chỗ cho chúng sanh, chứ đâu có Bồ Tát nào đi dành chỗ với chúng sanh. Quý vị nhớ mình học Bồ Tát giả, Bồ Tát thật, không? Thấy chúng sanh ngồi cái chỗ tốt, thoải mái, được nhẹ nhàng, Bồ Tát mừng. Cho nên Bồ Tát giống như mẹ, mẹ thấy con vui thì mẹ vui, phải không? Mẹ thấy con buồn, mẹ khổ, mẹ không buồn, mẹ cũng không có vui. Người mẹ là như vậy, phải không? Nghĩa là khi nào thấy con mình hạnh phúc là người mẹ vui. Khi nào mà thấy con được bình an là người mẹ no. Cho nên một cái vị mà sống được với vô ngã rồi á, thì không có chấp trước, và người ta thấy rằng mình là một đại thể chung. Dù tôi có nhỏ nhất nhưng tôi vẫn ở trong một cái môi trường. Cho nên rồi quý vị thấy không, năm cái ngón tay nó ở chung với nhau, mà bây giờ nó cứ tranh giành hoài, nó cũng đâu có tách ra được đâu. Không lẽ bây giờ mình đi chặt từng ngón ra để riêng sao? Có gì được, phải không? Thành thử ra mình không hiểu thì mình mới tranh giành. Tôi gần Bồ Tát, tôi là ngón đeo nhẫn. Quý vị thấy ngón nào nó cũng có cái vị trí của nó. Muốn khen ai phải dày, muốn biểu lộ anh có điện thoại cái dày. Cho nên ngón nào nó cũng có cái công dụng của nó. Rồi mình hiểu được như vậy thì mình không có tranh giành gì hết. Mình cùng ở trong một cái môi trường sống là đạo lý của vô ngã. Thì bây giờ ba cái trên nè, nhận ra được vô thường, khổ, vô ngã, nhận ra được ba cái đó thì mình liền có an vui, là niết bàn.
Chữ tịch diệt là vắng lặng. Cái tâm hồn mình vắng lặng có niết, vì niết bàn không phải là chỗ. Niết bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình nó có nhẹ nhàng, nó có bình an thì đó là trạng thái của niết bàn. Có một cái, một cái vị đó, đệ tử một cái vị hành giả đến gặp ngài Quy Sơn. Gặp ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn mới hỏi, đảnh lễ ngài Quy Sơn, nói xin ngài hãy giúp cho con, để cho con tiến bộ trên đường tu. Thì ngài Quy Sơn mới hỏi, ông tên gì? Nói, dạ bạch hòa thượng, con tên là Quy Chơn. Quy nghĩa là quay trở về, chơn là cái chơn thật, thì cái nghĩa là trở về với cái thể chơn thật. Con tên Quy Chơn. Ngài mới hỏi, Quy Chơn từ chỗ nào? Không biết trả lời. Ông trả lời không được thì ông ngơ ngẩn. Không được không xuống núi. Đi đường thì gặp gặp một cái thầy đó, thầy đang chăn trâu. Nói, ủa ông mới lên mà sao mà đi về lẹ vậy? Nói, dạ chắc không có duyên với tổ. Tôi hỏi ngài mà tôi trả lời không được, cho nên tôi phải đành đi về. Hỏi, vậy chứ tổ hỏi ông câu gì? Nói, tổ hỏi tôi tên gì? Tôi nói tên tôi Quy Chơn. Thì tổ mới hỏi, vậy chứ Quy Chơn từ chỗ nào? Tôi trả lời không được. Cái thì vị này người giữ bò mới nói á, bây giờ á ông trở lên thưa với ngài, xin hỏi, xin nói với ngài, hỏi lại cái câu đó đi rồi trả lời. Nói, Quy Chơn từ nơi mắt, Quy Chơn từ nơi mũi, Quy Chơn từ nơi tai, nơi miệng, nơi thân ý vậy đó. Cái ông này nắm được cái câu đó mới trở lên. Trở lên mới nói, bạch tổ, xin tổ hỏi câu lại. Cái tổ hỏi xong, ông mới trả lời xong, cái tổ đập cho một cây. Tổ đập cho một cây thì tổ mới nói, kẻ giặc dám ăn trộm của người khác. Tại vì sao? Tại vì cái anh này anh trả lời mà đâu phải từ cái trạng thái tự tâm của anh nói đâu, phải không? Giống như cái đèn vậy đó. Không phải, cho nên tổ mới đọc anh. Tổ mới nói, kẻ trộm dám lấy trộm của người khác, phải không? Để mà làm cái của mình. Thì ở đây mới nói, thật sự ra đó, cái niết bàn nó không phải ở bên, nó ở đâu hết trơn á. Nó ngay nơi mắt của mình, nó ngay nơi mũi, nơi miệng, nơi tai, nơi ý của mình. Thí dụ bây giờ mình thấy cái sắc, mình biết nó là sắc, là hoa, nhưng mình không có đắm nhiễm chấp trước gì hết, thì ngay nơi mình thấy đó là niết bàn. Giống như hôm nay quý vị đãi Pháp Hòa một bữa ăn thịnh soạn, Pháp Hòa enjoy bữa thịnh soạn này là niết bàn. Nhưng mà ngày mai đi về á, Pháp Hòa chỉ có cơm nước tương dưa cải đó, thì Pháp Hòa cũng phải enjoy cái bữa cơm dưa cải đó thì mới thật là Pháp Hòa có niết bàn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình có niết bàn, tức là cái an lạc của tâm rồi đó, thì bữa ngon hay là bữa bình thường, cái cốt là gì? Mình ăn một cách ngon lành, mà món cơm mà chỉ cần dưa nước tương nó cũng có cái ngon của nó. Cái bữa ăn mà thịnh soạn thì nó cũng có cái ngon của nó. Mà mình chấp trước thì mình đâm ra mình khổ. Và mình không biết rằng đời là vô thường. Tại vì sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, không, tối leo lên giường nằm coi cải lương, thì cuộc đời nó lên hương. Nó như vậy, niết bàn ở chỗ đó. Quý vị thấy là, cho nên niết bàn không phải là cái chỗ để mình tới, mà niết bàn là gì? Là cái trạng thái. Trong hàng đệ tử của Mã Tổ có một vị tên là Quy Tâm. Thì một hôm ngài lên pháp tòa, ngài mới trích một câu trong kinh Phổ Môn. Ngài mới nói, ở trong phẩm Phổ Môn có cái câu là Quan Âm Diệu Trí Lực Năng Cứu Thế Gian Khổ. Quý vị nhớ câu đó không? Trong kinh Phổ Môn nói là Đức Quan Âm có một cái trí tuệ gọi là Quan Âm Diệu Vi Diệu, có cái lực trí tuệ vi diệu, có khả năng cứu khổ chúng sanh. Thì ngài mới nói, bây giờ cứu khổ chúng sanh tôi không nói,
Tôi không nói cái đó. Bây giờ tôi hỏi các ông nè, vậy chứ quan âm diệu trí lực, trí nhiệm màu của quan âm ở chỗ nào? Cả thính chúng không biết, mới chắp tay nói và bạch ngài, xin ngài khai thị. Thì khi mà ngài chỉ dạy như vậy thì ngài mới lấy tay ngài gõ, ngài mới gõ 3 tiếng lên bàn, thì cả thính chúng cũng im lặng không hiểu. Ngài mới biểu các vị ra ngoài đi, ta đã hết lòng dạy cho các ông biết chỗ, cái chỗ trí lực màu của quan âm rồi mà các ông vẫn không biết. Thì bây giờ mình tìm hiểu cái chỗ, cái chỗ trí lực màu là gì. Thường thường mình ít sống với cái nghe thường của mình, thường hằng của mình. Thí dụ nè, bây giờ Pháp Hòa gõ 3 tiếng thì quý vị biết gõ 3 tiếng đi, nhưng mà thường thường mình không có nghe cái đó đâu. Mình không có nghe 3 tiếng đó đâu. Mình suy diễn, ủa sao đang nói pháp mà gõ 3 tiếng ta, 3 tiếng là ý nghĩa làm sao ta, rồi bữa nay ổng nói cái gì mà ổng gõ 3 tiếng, không biết ổng có sao không. Mình cứ ngồi mình suy diễn một lô mà mình quên nhận một cái điều là cứ nghe 3 tiếng thôi, có gì đâu quan trọng. Cũng giống như Đức Phật cầm cái hoa lên, ngài cười, rồi cả hội chúng ngơ ngác, duy có ngài Ca Diếp cũng mỉm cười với Đức Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ cũng giống cái này, thấy hoa thì đẹp thì cười thôi, có gì đâu mà thắc mắc. Nhưng mà thường mình ít có sống với cái hiện tại đó, mà mình thích sống với cái gì? Thích sống với cái suy diễn của mình, fantasy của mình. Vì mình nghĩ sao? Mình nghĩ mình là người sao? Uyên thâm, uyên bác, phải không? À, mình là người gọi là hiểu biết bác học đa văn. Cho nên chính những cái bác học đa văn đó khi cái đôi khi mình bị hớ, phải không? À, ba đa văn bác học đa văn ngộ. Có nhiều chữ ngộ đây không có nghĩa là giác ngộ, mà ngộ này là khờ, phải không? Đa văn bác học đa văn ngộ, bác học đa văn, bác học minh. Nhiều khi mình xưng mình là bác học đa văn chứ rốt cuộc mình là dạy, chữ minh là mù mờ, không nghĩa là sáng. Quý vị thấy được, đó là cái câu mà ông Tô Đông Pha ông tự nói với ông. Ông tự xưng ông lúc nào cũng là cái người bác học đa văn, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi ông cũng tự nói, ông tự ông thán cho ông một phán một cái câu, ông là người đa minh bác học, nhưng mà rốt cuộc rồi thì chỉ là cái người khờ, người không biết gì hết. Tại vì cái người sống là cái người phải thấy rõ. Cái tiếng gõ lên một cái rồi thì nó trở thành ra quá khứ, cái tiếng nó đâu có tồn tại. Nhưng mà rồi á, nhưng mà cái tánh nghe của mình á, nó không có đến, không có đi gì hết á. Nó không có, luôn luôn cái tánh nghe mình nó ở yên chỗ đó. Chỉ cần có tiếng là mình nghe. Nhưng mà thường mình ít có khi nào mình có tiếng mình nghe, chấm hết lắm. Mình phải làm sao nữa? Suy diễn tiếng này tiếng kia, cho nên khổ nó từ đó. Cho nên mình ở trong niết bàn mà mình không có được cái niết bàn là vậy đó. Cho nên chư tổ thường hay rầy mình đó, ở trong cảnh tịch diệt mà lại thấy không thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát mà mình lại sanh cái ràng buộc. Thí dụ bây giờ hồi ở bên kia khổ quá, tìm đường đi vượt biên, qua tới bên đảo rồi thì bắt đầu mình muốn sao? Mình muốn đi tìm cái chỗ cao hơn, thoải mái hơn. Khi qua tới cái chỗ thoải mái này rồi á, thì nó cũng đâu có hưởng đâu, bắt đầu nó đi tìm, nó đi khổ tiếp tục. Cho nên rồi mình không có nhận được một ở một, mình không có nhận được cái đó. Như hồi trưa có một vị mới nói Pháp Hòa, Pháp Hòa hỏi thăm, nó buồn quá, qua đây được mấy tháng tiếng Anh không biết, trời thì lạnh, việc làm không có, rồi phương tiện cái gì cũng có, khổ quá. Pháp Hòa nói không có khổ gì hết. So với những ngày mà cỡ các vị ở đây 30 năm về trước á, thì đạo hữu sướng hơn nhiều rồi. Qua đây 3 tháng mà có cộng đồng người Việt, có chùa chiền, có việc. Hồi đó mới 30 năm trước gạo còn không có ăn, ăn bánh mì đó. Từ từ mới có gạo, phải không? Từ từ mới có nước tương, mới có mắm này mắm kia chứ. 30 năm trước có gì mà người ta vẫn sống thôi. Cho
Cho nên cái quan trọng là mình phải sống được ở trong cái thay đổi và nhận ra được những cái hoàn cảnh mình sống thì mình có niết bàn. Chữ niết bàn nghĩa là tịch diệt. Cho nên ngài Đức Phật mới nói tịch diệt là niềm vui. Chứ chữ chủ vắng lặng là niềm vui. Còn mình không có niềm vui đó thì sống ở đâu mình cũng thấy khổ hết. Cho nên tại sao ngài mới nói dụng công ít mà phước nhiều, mà rõ ràng đâu có cần phải làm gì đâu, chỉ cần nhận ra cuộc đời. Thí dụ bây giờ hôm nãy quý vị cầm cái ly này lên, quý vị nói cái ly này mới mua nha, đặc biệt dành riêng cho thầy nghe, có lỡ tay bể. Lỡ tay bể thì biết rồi, một đời ta ba đời nó, bác bể đánh con sao đành. Thì rõ ràng cái gì nó có tướng thì có ngày nó hoại thôi, mà nó hoại ở một cái gì? Bây giờ rớt xuống thảm nó không bể, phải không? Còn có cái duyên là rớt xuống gạch thì nó bể. Quý vị cứ thấy là nhiều khi á, mình mua sắm cái gì đó mình nghĩ là nó phải bền, nhưng không có chắc đâu. Đâu có ai chắc là mua đồ Nhật không hư, phải không? Đâu có ai chắc là nói mua đồ Đại Hàn không hư. Đồ Đại Hàn là nhiều khi nó hàng đại làm sao. Có một em đó nói tôi đi xe đạp đồ xịn không à. Hỏi sao xịn? Nó toàn là đồ Đại Hàn. Ta nói ủa vậy hả, sao nó hư lẹ vậy? Nó dạ Đại Hàn là hàng đại, không gặp gì hàng vô đấy. Thành thử ra nhìn rất là đẹp nhưng mà hàng không à, hàng đại không à. Giống như Pháp Hòa nói, quý vị thấy Pháp Hòa nói trời ơi tướng thầy cũng ngon mà sao bệnh hoài. Con nói dạ đồ ráp không à. Nhờ thuốc ráp cho nên mới được vậy đó, không? Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa nói hai câu chuyện cuối là để cho đại chúng thấy rằng cái cách chỉ cho chúng ta biết niết bàn ở đâu qua chư tổ. Bởi vì hồi xưa thời Phật á, Đức Phật nói niết bàn ở một trạng thái khác. Nhưng mà khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì vì cái thời đại con người nó tân tiến hơn, nó phát minh hơn, thì chư tổ cũng phải mượn những phương tiện để làm gì? Để chỉ cho người ta thấy cái niết bàn. Giống như có một ông đó, ông đến ông gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con hiểu địa ngục là sao, thiên đường là sao. Ông tán cho cái ông này một cái, ông chới với cái ông rước hòa thượng. Ông nói, ông hòa thượng mới nói mô Phật địa ngục có rồi. Cái thì cái ông này ông nghe như vậy ông giật mình, ông hiểu rồi. Ông quỳ xuống nói dạ con xin sám hối hòa thượng. Hòa thượng nói mô Phật thiên đường có mặt. Như vậy thì cái địa ngục, cái thiên đường mà như vậy thì quý vị thấy á, chư tổ đã khéo vận dụng để cho chúng ta thấy cái gì là niết bàn và địa ngục. Và hồi trưa quý vị kia mới hỏi Pháp Hòa đó, là mình thiền để làm cái gì. Thì con anh Pháp Hòa mới nói à thì khi nào anh ăn, anh biết anh ăn rồi đại khái vậy. Mình giận và sắp sửa nói một câu mà hồi xưa mình nói cái câu đó là mình làm khổ cho người, bây giờ mình biết dừng lại, mình biết quán chiếu trước khi nói, đó là thiền. Anh nói ủa lâu nay tôi tưởng thiền là nhắm mắt là ngồi im. Pháp Hòa nói không, cái đó là thiền ngồi. Phải không? Có nhiều khi mình dùng hai cái từ là ngồi thiền, nhưng mà nhiều khi mình chỉ có ngồi mà không thiền. Vì tướng rõ ràng anh có ngồi, nhưng mà tâm anh nó lăng xăng, nó lộn xộn thì chưa chắc anh thiền đâu nha. Anh ngồi thôi mà anh không thiền. Còn cái người ta đi, ta nói ôm sờm vậy, mà người ta sao? Người ta có thiền là vì người ta dừng được từng cái lời ăn, tiếng nói, từng cái cử chỉ của người ta. Cho nên chư tổ thường hay nói coi chừng ngồi mà không thiền. Phải không? Thì kêu ngồi thiền mà. Có nhiều khi mình chỉ có ngồi mà tâm mình không có thiền. Thì mình sống được với cái đó thì tâm mình nó tịch lặng, nó yên vui. Thì nhận chân được cái khổ, cái vô thường, cái vô ngã. Mà khổ, vô thường, vô ngã là cái sự thật. Khổ là sự thật, vô thường là sự thật. Mà thực chất tất cả mọi sự việc trên đời này không có cái thực ngã. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị để ý cây chuối nha. Biết cây chuối ha. Bây giờ nhìn cây chuối mình kêu cây chuối phải không? Nhưng mà cây chuối nó có cái lõi thật của nó không? Có cái lõi của chuối không? Không. Bởi vì tách ra từng bẹ từng bẹ từng bẹ thì
Không có cái gì gọi là cây chuối hết. Mà chẳng qua từng cái bẹ đó đó, nó ráp lại với nhau thì là cây chuối thôi. Mình kêu cây chuối chứ đi tìm cái thật của cây chuối thì không có. Cho nên người ta thường hay nói, người ta thường nói là sao? Mình phải quán mình là một cây chuối. Vì mình sống được, mình có được là do nhờ nhiều cái duyên khác hỗ trợ cho mình. Chứ không, mình không có là cái gì hết. Mà khi mình không thấy mình là gì thì mình mới thấy mình là tất cả. Mình lưu chuyển khắp cùng mọi nơi. Hồi xưa có một bài thơ và sau này được phổ với thập nhạc nhé. Dòng đời như nước cuốn trôi trời mây, khi bay trên đầu, khi ở dưới nước. Tại vì mây nó rơi xuống nó làm nước, có khi nó là mây, có khi nó là nước. Nhưng mà nước với mây á, nếu mà nó biết nhìn, nó biết nhận nhau á, thì nó làm sao nó là một. Nó có khác đâu. Cho nên là mình mới nói là người Việt, người Tàu, người Tây, người Thái gì đó. Nhưng mà thật sự thủy chung thì cũng là con người. Rồi con người thì vẫn có hỷ, nộ, ái, ố, vẫn có buồn, vui, thương, ghét, vân vân. Cho hiểu được cái chỗ đó thì mình mới thấy không có, mình chỉ là một. Giống như cái bàn tay mà hồi nãy Pháp Hòa ví dụ ở cái đạo lý vô ngã vậy. Cho nên dù cho mình có phân chia, nhưng mình đừng có quên rằng mình ở cùng một môi trường. Cho nên nhiều khi mình vung vãi, mình nói mình phải hại cho người này, nhưng mà đừng mình hại cái người đó. Mình cũng ở trong môi trường đó chứ không có khác đâu. Phải không? Hồi xưa hai cái người đó họ lượm được một cái thủ vàng với nhau mà định chia. Thì một người mới nói anh đi làm đi, xin lỗi anh đi mua rượu đi, tôi ở nhà tôi nấu ăn rồi mình về mình cùng nhau ăn mừng. Thì cái anh ở nhà anh nấu thức ăn, anh mới nghĩ ra cái kế là bỏ thức ăn độc vô trong nồi này. Anh đi mua rượu, anh nói mình đi mua rượu bỏ độc về hại cái anh này. Phải không? Cho nên rốt cuộc rồi thì cái anh mà mua rượu về đó, thấy không? Anh mua rượu về thì ảnh mới mời cái ông kia ông uống. Ông uống xong rồi cái thì cái ông nấu ăn đó, ông uống cái rượu kia ông lăn ra ông chết. Thì cái anh mà mua rượu về anh vui quá, anh nói thôi bây giờ là không còn ai dành với mình nữa, thôi cái chai rượu tốt mà mình mua không có độc có sẵn đây, anh này anh nấu sẵn cho mình ăn đây, vô nhậu một bữa rồi ôm mới vàng này đi. Ảnh vô ảnh ăn cái nồi thịt đó, cái thì sao? Ảnh cũng lăn ra ảnh chết. Hai anh nằm đó chết, hũ vàng nằm đó. Còn một con chim khác, nó ngửi mùi thịt nấu thơm quá, nó xà xuống. Nó xà xuống, nó vừa ăn thịt trong nồi mà nó ăn luôn thịt của cái hai anh chết đó. Thì nó trúng độc, nó chết luôn. Thì người ta mới nói cái câu đó gì, thấy không? Con chim mà nó chết vì nó ham miếng mồi, con người chết vì ham tài lợi. Vì sao? Vì người ta thấy phải chi mà sống, mà chia với nhau mà sống á, thấy không? Thì nó đề huề hết rồi. Mà đằng này ai cũng muốn cái ngã của mình thôi. Thành thử rốt cuộc rồi mình tự chết với cái đó. Cho nên quý vị thấy không, vô thường. Hồi trước á, không có tiền của thì là anh em, mà có tiền của rồi á, thì không còn anh em. Vậy thì cái tiền của mà chúng ta không nhận chân nó, rõ ràng nó có cái là mình khổ. Chứ tiền nó đâu có khổ. Có tiền mới ứng dụng đúng thì đâu có khổ. Giờ có tiền mà sử dụng không đúng mới khổ chứ. Cho nên nhiều khi á, mình có gia đình, có nhiều khi mình nói á, vợ của tôi nó bình thường quá, vậy chứ không lẽ muốn nó bất thường sao? Chồng tôi nó tầm thường quá, tầm thường là tốt, cái bất thường mới nguy, phải không? Cho nên á, cái bình thường là tốt. Cho nên tại sao Đức Phật nói dụng công ít mà phước nhiều? Dụng công là không cần làm gì, mà cứ mỗi ngày mình sống một chút vậy với đạo lý đó thì mình an nhàn vô cùng. Thí dụ có nước lạnh, uống nước lạnh vui. Lát nữa có ai đãi mình nước cam, mình cũng vui, uống nước cam, tận hưởng cái ly nước cam. Thì đâu có cần dụng công gì đâu. Hễ có nước cam thì enjoy nước cam, mà có nước lạnh thì enjoy nước lạnh. Thì mình dụng công ít mà phước nó nhiều, mà sống được bình thường thì thoải mái. Mình người ta cho mình nước lạnh ấy, nước này lạc nhách thua cái ly nước cam hồi nãy, thì cái người cho nước lạnh sẽ giận mình ấy, và mai mốt không bao giờ cho mình nữa, tự mình làm khổ thôi. Thấy không? Cho nên dụng công ít mà phước nhiều, giống như cái người mà ta nói vốn ít mà lời nhiều vậy đó. Thấy không? Mình bỏ ra vốn rất là ít, mình được cái lợi rất là lớn.
Thì thôi hôm nay nhân cái năm năm Thìn, năm Rồng, thì đây là một bài kinh Đức Phật nói ở tại Long Cung cho cái ông Hải Long Vương. Chúng ta gọi là Sa Kiệt La Long Vương, tức là vua rồng biển, hỏi Đức Phật có khi nào có sự việc xảy ra là dụng công ít mà phước nhiều. Đức Phật nói có. Người nào thường quán tụng bốn điều, đó là gì? Chư hành là vô thường, tất cả đều khổ, pháp là vô ngã, tịch diệt là an vui. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng tất cả những lời Phật dạy rời bốn cái này thì không thể là lời của Phật được. Cho nên không có cái pháp nào Phật dạy mà nó ngoài cái này. Chúng ta gọi là ấn. Ấn có nghĩa là cái ấn này nó làm sao? Nó in xuống y như vậy, gọi là ấn. Cho nên chúng ta có tam pháp ấn. Tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Hay là có khi nó vô thường, khổ, niết bàn. Vô thường, khổ, niết bàn. Có khi vô thường, vô ngã, niết bàn. Vô thường, vô ngã, niết bàn. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn. Cái nào cũng được. Tam pháp ấn thì là vô thường, vô ngã, niết bàn. Cho nên chùa mới có cái cổng tam quan đó. Cái cổng tam quan là tượng trưng cho tam pháp ấn, mà cũng có tượng trưng cho cái trí và cái phước, nó phải song hành. Cho nên hai cửa nhỏ, một cửa lớn. Hai cửa nhỏ là cửa phước, là cửa trí, cửa phước. Rồi cái cửa giữa gọi là phước huệ song tu. Cho nên mình vào cái cửa giữa là mình ứng dụng, mình song nạp được cả phước, cả huệ. Quý vị hiểu ý như vậy. Vì vậy mà Đạo Phật lúc nào cũng nói cả hai điều. Có lý, có sự, phải không? Có chân, có tục, chân đế, tục đế. Có phương tiện, có cứu cánh. Chúng ta hiểu được cái đó, thường quán niệm những cái đó, thì có cái gì mà nó làm khổ mình được đâu. Nói như vậy không có nghĩa là mình không bao giờ khổ, nhưng mà mình có khổ, nhưng mà nó không có dai dẳng, nó không có da diết, nó không có trì trệ để mình làm lụy một cách đau đớn. Có buồn chút, quán chiếu tư duy thì từ từ nó giảm. Thì thôi, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Và quý vị biết rằng á, cái trạng thái niết bàn mình luôn luôn mình có. Giống như hồi nãy đó, vị thầy gõ 3 tiếng, cái tánh nghe không có bao giờ nó mất. Tiếng thì có đến có đi, phải không? Nhưng mà cái tánh nghe của mình nó thường hằng với mình. Chẳng hạn như quý vị ngồi đây, quý vị nghe Pháp Hòa nói, nhưng mà ở dưới lầu á, lỡ ai làm cái gì mạnh mình vẫn nghe. Vậy thì cái tánh nghe mình đó, nó ngồi, nó ở yên chỗ, nhưng mà nó có thể nghe hết tất cả. Mà sống được với cái tánh nghe đó là mình sống thường hằng với cái mình. Nhưng mà đa số mình sống với những cái tiếng kêu, những cái tiếng nghe gì đâu không à. Mình không có. Thí dụ như đánh một tiếng chuông, mình nó nghe mà im lặng, nó không nghe. Mình phải nói là mình nghe, nghe cái không có tiếng. Còn khi có tiếng nó dạ có nghe, nghe có tiếng chuông. Còn bây giờ vẫn nghe mà nghe im lặng, nghe cái không có tiếng. Như vậy thì người mới sống được với cái tánh nghe. Mà sống được cái tánh nghe đó là niết bàn. Thì đó là chúng ta thường sống như vậy thì bỏ vốn rất là ít mà lời rất là to. Thôi chúc đại chúng. Thì hôm nay một lần nữa Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân dịp đầu năm. Thì ngày sáng ngày mai thì Pháp Hòa sẽ trở về lại Edmonton sớm. Và xin một lần nữa được cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đạo được bình an, các tường như ý, tinh tấn tu học, phước huệ song tu, sở nguyện tùy tâm. A-di-đà Phật.